Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1271, ta chỉ có 99% điện cúc trước. Đậu đậu nói xong, lại bổ sung, cự tuyệt chúng ta liền không còn là bạn. Vậy chúng ta liền bạn, ách, tốt ha, phù rể, ngược lại là không có vấn đề. Tống Thư Hàng đảo, đậu đậu xù lông, Thư Hàng, người mới vừa rồi là muốn nói, không còn là bạn, đúng hay không? Đúng hay không? Người nghe lầm, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đậu đậu, ta thế nhưng là chó con, thân là khuyển yêu, lỗ tai của ta có thể bén nhạy. Xuyệt nhỏ giọng một chút, mẹ ta còn tại sát vách đây. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Đậu đậu hạ giọng, người tu luyện sự, còn không có cùng người mẹ nói. Ta đều còn chưa kịp tới nói đây này. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Từ bước vào tu hành phía sau Tống Thư Hàng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Đậu đậu liếc mắt, người cũng tứ phẩm, hiện tại còn không nói, còn phải đợi tới khi nào. Mặc dù ta tứ phẩm, bất quá ta mới tu luyện 4 tháng, tạ ơn. Tống thư hàng đảo, đậu đậu, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, o go go, đậu đậu bay nhào mà lên, mở ra huyết bồn đại khẩu. Bỏ mồm, người cho ta bỏ mồm, ngọa thảo, chú ý hình tượng A, bỏ mồm, lại không bỏ mồm trở mặt A. Ngọa thảo, bỏ mồm không phải bảo ngươi đổi chỗ cắn, Ngươi chúc cẩu a? À? Không đúng, quên ngươi vốn là chúc cẩu. Tóm lại, nhanh ngậm miệng, nhanh cho ta thu miệng. Ta cho ngươi biết, ta người mang các loại công pháp tôi luyện thân thể, kim cương bất hoại, ngươi không cắn nổi đó a. À? Sau một lúc lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được bên ngoài phòng khách tiếng bước chân, Đậu Đậu mới hài lòng thu miệng. Hắn một lần nữa bưng lấy chén trà, trên mặt hiển hiện nụ cười hiền hòa kim cương bất hoại thần công, ta nhổ vào, ta răng chó chuyên phá các loại kim cương bất hoại. Đậu đậu đạo, rứt lời hắn đắc ý nhếch lên một cái nha. Ám để bên trong, đậu đậu hàm răng đều tại nắm chặt đau, tống thư hàng cái này ra hỏa thể chất có phải hay không lại mạnh lên rồi. Cắn thật các nha, mà lại, hắn cắn nửa ngày, chỉ ở con hàng này trên cánh tay lưu lại hai cái nhàn nhạt dấu răng. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu, nói chuyện vui vẻ như vậy. Tống Ngụ Ngụ đưa lên một số điểm tâm nhỏ, cười nói: "Đậu đậu, ta vừa rồi tại sao mời thư hàng khi ta phù dâu, không, là phù rể." Tống thư hàng đáp ứng: "Nha, Nicola đậu người muốn kết hôn." Tống Ngụ Ngụ hiếu kỳ nói: "Còn trẻ như vậy liền kết hôn, thật sự rất ít gặp." "Đậu đậu, ta ngày mai sẽ kết hôn." "Vội vã như vậy, thư hàng ngươi về thời gian tới cùng sao?" Tống Ngụ Ngụ đạo. Tống thư hàng nói: "Mẹ ngươi không cần lo lắng. Thời gian phương diện ta rút đi ra. Vậy chính ngươi an bài, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Tống mụ mụ cười nói, nàng rời đi phòng khách, đem không gian nhường lại cho Tống Thư Hàng cùng đậu đậu. Người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, nếu như nàng ở tại một bên, sẽ để cho người trẻ tuổi nói chuyện phiếm chủ đề không thả ra. Tống mụ mụ sau khi rời đi, đậu đậu lại nhỏ giọng hỏi, kỳ thật. Cha mẹ ngươi đã bỏ qua tu luyện phù hợp tuổi tác, coi như hiện tại bắt đầu tu luyện cũng đã trễ. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là giống dược sư như thế, tìm kiếm một số duyên thọ đan dược, vì bọn họ kéo dài thọ nguyên. Tống Thư Hàng, ta cũng biết, trong tay của ta có, hoạt tuyền, cùng nhau ra quân tử Kim Liên, riêng này hai loại cộng lại liền có thể để cho người ta duyên thọ trăm năm. Hoạt tuyền hắn đã âm thầm cho phụ mẫu dùng qua, quân tử Kim Liên còn không gấp bởi vì thứ này cùng hoạt tuyền khác biệt, ăn vào hội gia tăng một cái dị năng. Mặt khác, Bạch Tiền Bối còn chuẩn bị thiết kế một cái võ lâm cao thủ dưỡng thành hệ thống, chờ Bạch Tiền Bối thật sự hoàn thành cái hệ thống này, ta nghĩ cho phụ mẫu đều làm một cái. Tống Thư Hàng Đạo Xem ra, với người nhà, chính người trong lòng đã có kế hoạch. Đậu đậu liếm liếm móng vuốt. Tống Thư Hàng, nhất định, lo trước khỏi họa, vô luận làm chuyện gì, trước có cái kế hoạch, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có đạo lý, đậu đậu nói, vậy chúng ta phù rể đoàn cũng cần kế hoạch một chút không? chúng ta phù rể đoàn. Là ngươi, không phải chúng ta, ta lại không lấy chồng. Tống thư hàng nội tâm đậu đen rau muống. Thư hàng ngươi có làm qua phù rể sao? Đậu đậu hỏi. Tống thư hàng lắc đầu. Quá yếu, thậm chí ngay cả phù rể đều không có làm qua. Đậu đậu khinh bỉ nói. Tống thư hàng, ta mới là đại nhị, đại học năm 2, học sinh có được hay không? Bằng hiếu của ta tuổi tác đều cùng ta không sai biệt lắm, cũng còn không có kết hôn, ta đi đâu khi phù rể đi? Vậy chúng ta phù rể đoàn làm sao bây giờ? Người không có kinh nghiệm, ta cũng không có kinh nghiệm. Đậu đậu lo lắng nói. Tống Thư Hàng cười ha ha, móc ra laptop, hiện tại thế nhưng là mạng lưới đại thời đại, ngoại sự không hiểu hỏi Google KK, nội sự không hiểu hỏi Baidu, xấu cẩu loại hình. Vừa tìm, cái gì cũng có. Làm sao lục soát? đậu đậu hỏi. Xem ta, Tống Thư Hàng bật máy tính lên, mở ra Baidu website kết hôn phù rể cần chuẩn bị cái gì, tống thư hàng đưa vào. Lập tức liền bắn ra rất nhiều nội dung. Đợi chút nữa, ghi chú một chút tân lang là chỉ uông, sau đó cần chuẩn bị vật gì đặc biệt. Đậu đậu tiếp nhận máy tính, tại trên máy vi tính một trận sao động. Sau một khắc, website tìm tòi ra một đầu tin tức. Chấn kinh, thật ngược độc thân chó hệ liệt. Theo tin tức xưng, côn ất thị nhân dân hoàng mỗ cùng hảo hiếu, tại công viên cử hành một trận uông tinh nhân hôn lễ, ở cái này lãng mạn thời đại, liền chó xuất giá đều muốn xử lý hôn lễ, mời khách ăn cơm. Trong hôn lễ, cầu cầu người khoác áo cưới, tiểu âu phục, còn có đặc chế giấy hôn thú, bầu không khí nó cực lãng mạn. Đây đối với uông tinh nhân tại mọi người chứng kiến dưới, trao đổi kết hôn vòng cổ, toàn bộ quy trình cùng nhân loại đồng dạng, hình ảnh để cho người ta buồn cười. Ngoá, cái tin tức này có kỳ thị chủng tộc, ta đi đem hắn báo cáo trước. Đậu đậu bất mãn nói. Tống Thư Hàng, nhìn thấy cái tin tức này lúc, hắn mới phát hiện một cái rãnh điểm. Hoàng Sơn chân quân nhà cầu cầu xuất giá, muốn làm cái đại hôn lễ, việc này trước đó hắn đều cảm giác rất bình thường. Nhìn thấy tin tức này lúc đậu đậu hôn lễ tự cùng người bình thường cho cầu cầu cử hành hôn lễ là một cái tính chất nha. Rất muốn đậu đen rau muống. Đúng rồi thư hàng, người còn có hay không cái khác phù rể ứng cử viên. Tìm thêm mấy cái chứ sao, nếu không, đến lúc đó chỉ có người một cái phù rể, có thể hay không quá cô đơn. Đậu Đậu một bên nhìn tin tức, vừa nói, Tống thư hàng nói, người tại Văn Châu thị không phải có mấy cái hảo hữu sao? Lại tìm tới môn để bọn hắn khi phù rể chẳng phải xong rồi. Không đùa, Đậu Đậu một mặt khổ sở nói, bằng vào ta tính cách, lại đến môn mời bọn họ khi phù rể lúc, bọn hắn nhất định sẽ cho là ta là lừa bọn hắn. Bọn hắn sẽ cho rằng, ta kỳ thật vẫn là muốn kéo bọn hắn khi phù dâu, chỉ là dùng phù rể sưng hào đem bọn hắn lửa gạt đi tham gia hôn lễ. Tống Thư Hàng, người thật là có tự mình hiểu lấy. Nhất định, đậu đậu dương dương đắc y nói. Tống Thư Hàng, chú ý phù rể đừng tìm tam lãng, ta ta cảm giác cùng tam lãng chung vào một chỗ, xảy ra đại sự. Hai chúng ta quá hợp phách, nhất định sẽ làm cái lớn tin tức. Đậu đậu lại nhắc nhở. Tống Thư Hàng, có người chọn sao? Đậu đậu hỏi. Phật Tông chú ý không? Tống Thư Hàng hỏi không ngại, chỉ cần có thể đụng số lượng liền tốt. Đậu đậu đào. Tống Thư Hàng, ta gọi điện thoại hỏi một chút Tam Nhật Sư Huynh cùng quả quả đi, quả quả có thể sung làm một chút hoa đồng, Tam Nhật Sư Huynh có thể làm phù rể. Sứt lời, Tống Thư Hàng gọi điện thoại cho Tam Nhật Sư Huynh. Uy, là Thư Hàng tiểu hữu nha, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Tam Nhật Sư Huynh cười nói. Tống Thư Hàng, hôm nay là có chuyện muốn phiền phức Tam Nhật Sư Huynh, không biết sư huynh ngươi gần nhất có rảnh hay không ta gần nhất hẳn là đều rất có rảnh có chuyện gì không tam nhật sư huynh cười nói tống thư hàng, cái kia sư huynh ngươi có thể làm một lần phù rể không không có vấn đề a à, người muốn kết hôn sao tam nhật sư huynh hiếu kỳ nói đối phương là ai tô thì cái kia tiểu thiên tài vẫn là trong quần cái khác tiên tử tống thư hằng khục không phải ta là đậu đậu hôn lễ Đậu đậu muốn mời ngươi coi phù rể, lại mời tiểu hòa thượng quả quả khi hoa đồng. Tam Nhật sư huynh. Không khí đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Uy Tam Nhật sư huynh, về cái lời nói, Tống thư Hàng đạo. Tam Nhật sư huynh, khục, cái kia, thư Hàng, điện thoại di động của ta chỉ có 99% điện, trước không tán gẫu nữa, treo a, lần sau trò chuyện tiếp. Tống thư Hàng. 99% điện không phải liền là còn tiếp cận đầy ô nha, treo cái gì a? sư huynh lần sau cự tuyệt thời điểm chỉ ít tìm lý do tốt người liền nói chỉ còn một ô điện cũng tốt ra à. Tống thư hàng đau răng Tam Nhật sư huynh ai không thành a à. người xuất ra không đánh lừa dối điện thoại còn có 99% điện ta không thể cứng rắn nói nó chỉ có một ô điện nếu không chính là phạm giới cái kia cho sư huynh người một chút thời gian người còn muốn cái hợp lý điểm lý do đi ra Tống thư hàng đề nghị tam Nhật sư huynh vậy ta thành thật thuyết pháp Ta ngày mai chỉ muốn lấy thân phận khách khứa đi tham gia đậu đậu hôn lễ, không muốn làm phù rể. Hoàng Sơn chân quân nhà tiệc cưới, tất cả đều là tiên chủ đặc chế, cái kia Sơn chân hải vị, ngẫm lại liền đầy miệng nước bọt. Người xuất gia, không giới ăn mặn sao? Tống thư hàng đạo, Tam Nhật sư huynh, ta là tục gia đệ tử, không ăn kiêng. Cho nên, phù rể coi như xong, bất quá quả quả ta đến lúc đó đưa cho ngươi, khi hoa đồng không có vấn đề. Cứ như vậy quyết định chúng ta đến mai gặp. Nói xong, Tam Nhật Sư Huynh không kịp chờ đợi cúp điện thoại. Tống Thư Hàng đồng giảng cúp điện thoại, nhìn về phía đậu đậu, phù rể không đùa, hòa đồng cho ngươi tìm cái. Đậu đậu, tâm thật mệt mỏi. Tống Thư Hàng, lòng ta mệt mỏi hơn có được hay không? Đúng, một hồi ta muốn ra lội môn, đến tạo hóa tiền bối vậy đi. Nơi đó sẽ có rất nhiều đạo hữu tại, tỷ như Vũ Nhu Tử, Giang Tử Yên, còn có bạch tiền bối phân thân cùng ta đệ tử tiểu thải ra thông nương đậu đậu có muốn cùng đi hay không ngươi muốn đi nghe tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc đậu đậu trừng to mắt còn sống không phải rất tốt sao tại sao phải đi nghe thích ca mâu ni ca hát ta có không đi không được lý do a à? tống thư hàng thở dài diệp tư còn tại tâm ma bên trong còn không có khôi phục đậu đậu nghĩ nghĩ cắn răng nói chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết phù rể đoàn vậy ta liền liều mình bồi quân tử cùng ngươi đi. Tống Thư Hàng cùng đậu đậu tại cùng Tống mẹ bắt chuyện qua phía sau liền lên trình tiến về tạo hóa Pháp Vương buổi hòa nhạc vị trí. Phi hành trên đường, Tống Thư Hàng thử liên hệ bạch tiền bối. Cũng không biết thất tu tiền bối cùng tứ tu cứu ra không có. Bạch tiền bối, lại chuyện gì? Bạch tiền bối, tứ tu cùng lục tu cứu ra sao? Tống Thư Hàng hỏi. Giải quyết, bất quá, bắt mọc ra mắt tinh cầu thất bại. Sau đó, thú giới hiện tại phiền phức lớn rồi, bạch tiền bối đảo, tống thư hàng, sinh hóa nguy cơ làm lớn ra. Không, cái kia mọc ra mắt tinh cầu chạy thú giới đi. Bạch tiền bối đảo, tống thư hàng, chương 1272, tay trái tay phải các một đầu nghịch cá voi quyền sáo. Bạch tiền bối người bắt thất bại rồi, tống thư hàng hiếu kỳ hỏi, cá nhân hắn cảm giác, lấy bạch tiền bối cửu u chúa tể giả thân phận. Thực lực so với trường sinh giả đến cao hơn ra rất nhiều dạng này cũng có thể làm cho mọc ra mắt tinh cầu chạy mất. Cái này ra hỏa so với ta tưởng tượng muốn thông minh, không chịu tiến bộ. Mà ta số một sủng vật còn không có cải tiến hoàn thành, số ba sủng vật mặc dù gần nhất thực lực tăng lên một số, nhưng đối mặt cái này ra hỏa trên tổng thể tác dụng không lớn. Ta thực lực bản thân, lại không cách nào trực tiếp truyền lại đến hiện thế chư thiên vạn giới. Kết quả, liền để cái này ra hỏa chạy, bạch tiền bối buồn bực nói, nếu có biện pháp đem cái này mọc ra mắt tinh cầu lấy tới thu giới, hắn vài phút giáo cái này ra hỏa làm thế nào cầu. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, vậy nó chạy thế nào thú giới đi. Đi tìm ngươi, bạch tiền bối đạo, hắn suy đoán, đại khái là bởi vì cửu tu Phượng Hoàng Đao bị hắn giấu kín đi lên, mọc ra mắt tinh cầu tìm không thấy Phượng Hoàng Đao liền đi tìm Tống Thư Hàng, ý đồ khóa chặt lục tu vị trí, lại tìm hiểu nguồn gốc đi tìm cửu tu Phượng Hoàng Đao. Tống Thư Hàng khẽ run rẩy, hắn bị bản thân vận đen khiếp sợ đến bản thân ấn đường liền đen thành dạng này loại này đẳng cấp đại lão đều muốn tìm tới cửa chính diện vừa hắn cho nên ta muốn ngươi nhanh lên rời đi thú giới cũng là bởi vì cái này mọc ra mắt tinh cầu khóa chặt thú giới đi tìm ngươi ngoại trừ hắn bên ngoài đối thủ một mất một còn của ta lúc ấy cũng khóa chặt thú giới chuẩn bị cho ngươi điểm truyền tống đồ vật phong phú hạ sinh hoạt bạch tiền bối đạo tống thư hàng vọng thiên gần nhất ngươi đừng đi thú giới nơi đó hiện tại là người bãi mìn, vừa đi liền phải bị tạc. Bạch tiền bối đạo, tống thư hàng nhẹ gật đầu. Hy vọng thiện cô nương cùng hắc mã phân bộ có thể bình an vô sự, tránh đi nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn cùng hắc mã phân bộ không có liên lạc thủ đoạn, nếu không còn có thể thông báo một chút bọn hắn, để bọn hắn chú ý một chút. Đúng, người về hiện thế đi, vậy ta thử một chút cùng ta hóa thân một lần nữa liên tuyến một chút. Có rảnh rỗi, đừng quên luyện chế cho ta một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí yên tâm tuyệt đối thua thiệt không được ngươi đúng đến lúc đó ta dùng hóa thân đi tìm ngươi chơi game bạch tiền bối đạo tống thư hàng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng thẳng đến bạch tiền bối kết thúc trò chuyện phía sau hắn mới đột nhiên nhớ tới bạch tiền bối tựa hồ nói qua muốn cùng hắn chơi lăn lộn ba nghiêu bảo bảo trò chơi sẽ không thật chơi a à? vậy mình muốn đi dược sư tiền bối cái kia đính giường chiếu không nhưng dược sư tiền bối bây giờ còn đang tâm ma kiếp bên trong, cũng còn không có tỉnh táo lại, làm sao phá. Đến mức tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hắn hiện tại vật liệu đủ để lại chế tạo một đầu, nghịch kinh võ sĩ, liền cá voi thánh cốt cũng còn có một ít. Chỉ cần cùng lục tu tiên tử nói một tiếng, mời nàng lại ra tay chế tạo một chút là đủ. Lần này từ thú giới mò không ít vật liệu, tam thập tam thú pháp khí, hắn còn có thể lại chế tạo mấy cái. Một hồi lựa chọn bản vẽ, Nhìn xem tài liệu của mình còn có thể chế tạo cái nào mấy loại pháp khí. Nghĩ tới đây, Tống thư hàng ý thức chìm vào hạch tâm thế giới, liên hệ Lục Tu tiên tử. Lục Tu tiên tử này lúc xếp bằng ở Đông Chi Điện bên trong tu luyện. Nàng hiện tại còn trói buộc được Cửu Tu Phượng Hoàng đao, bên trong cảnh giới nhận áp chế, nhưng nàng tu luyện mỗi ngày cũng không có đình chỉ. Cảm ứng được Tống thư hàng ý thức tới gần phía sau Lục Tu tiên tử đình chỉ tu luyện, mở to mắt bảy cái đạo hào tiểu hữu nàng lên tiếng hỏi ta tới là nói cho tiên tử một tin tức tốt tống thư hàng đạo thất tu cùng tứ tu bình an rồi lục tu tiên tử nhãn tình sáng lên tống thư hàng đúng thế thay ta cảm ơn người vì tiền bối kia lục tu tiên tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng vừa sợ thán tống thư hàng vị kia thần bí tiền bối cường đại mọc ra mắt tinh cầu hạng gì bá khí liền xem như vượt không ở giữa một kích đều kém chút hủy diệt tống thư hàng chuyên môn thế giới. Mà vị kia thần bí tiền bối nhưng có thể từ tinh cầu trong tay cứu thất tu cùng tứ tu, thực lực đồng dạng phi phàm. Mặt khác, lục tu tiên tử người bây giờ trạng thái như thế nào, còn có thể lại chế tạo một chi, nghịch kinh võ sĩ quyền sáo, sao? Tống thư hàng hỏi, lục tu tiên tử còn muốn lấy cá voi thánh cốt làm khung xương sao? Dùng đi, dù sao thứ hai bộ tam thập tam thú pháp khí là chế tạo cho vị tiền bối kia mặc dù hắn chỉ là dùng để cất giữ, nhưng dùng vật liệu kém, hắn nhất định sẽ không hài lòng. Tống thư hàng đạo, lục tu tiên tử, có đạo lý, nhưng là hiện tại ta còn không cách nào dẫn dắt cửu tu phượng hoàng hỏa. Muốn tạo cá voi thánh cốt, không có phượng hoàng hỏa không thể được. Đông chi điện hỏa chủng cùng ta thuộc tính không hợp, dùng bọn nó, ta luyện không được cá voi thánh cốt. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên thân hình có chút dừng lại. Sau một khắc, nàng phát hiện mình cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa liên hệ đã khôi phục. Bất quá mối liên hệ này vẫn chỉ là đơn thuốc dân gian hướng, nàng có thể mượn dùng cửu tu phượng hoàng đao, hỏa diễm, lại không cách nào cùng cửu tu phượng hoàng đao câu thông. Tống thư hàng, thế nào? Ta đột nhiên có thể câu thông cửu tu phượng hoàng đao, có thể một lần nữa dẫn dắt phượng hoàng hỏa. Lục tu tiên tử nói. Tống thư hàng, ha 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 ha, ta biết là chuyện gì xảy ra khẳng định là tất 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 lại bắt đầu dòm bình phong. Hắn nghe được giữa chúng ta đối thoại, liền đề cử tu phượng hoàng đao một lần nữa cùng ngươi thành lập liên hệ. May mà ta vừa rồi không nói bạch tiền bối nói xấu, cũng không hề dùng kém vật liệu theo thứ tự hàng nhái luyện chế, nghịch kinh võ sĩ. Cái kia lục tu tiên tử ngươi trước tiếp tục chế tạo một bộ, nghịch kinh võ sĩ, tốt sau ta lại đem hắn lắp ráp. Tống thư hàng đảo, đáng tiếc, nghịch kinh võ sĩ là nắm đấm phải bộ nếu như lục tu tiên tử có thể đem, nghịch kinh võ sĩ, chế tạo thành tay trái quyền sáo, tại đem pháp khí tổ hợp đưa bạch tiền bối trước đó, hắn liền có thể trước dùng một đoạn thời gian. Tay trái một đầu, nghịch kinh võ sĩ, tay phải một đầu, nghịch kinh võ sĩ, ngẫm lại liền mỹ tích hung ác. Kết thúc cùng lục tu tiên tử ở giữa trò chuyện, tống thư hàng ý thức trở về hiện thế. Thư hàng, người vừa rồi thất thần, đậu đậu nói người cũng đừng đem bạch tiền bối loại kia tùy thời tùy chỗ thất thần thói quen xấu học qua đến a à, hội đất bằng quảng đại bảo tạc có một người như vậy đủ rồi lại thêm một cái sẽ chết người đấy tống thư hàng trả lời không có chuyện ta mới vừa rồi là cùng các vị tiền bối trao đổi một chút hàn nguyên chút chuyện mà lại nhất tâm nhị dụng đối với hiện tại ta tới nói cũng không khó khăn ngự đao phi hành lúc chỉ chiếm dùng ta một phần nhỏ tâm thần đậu đậu thở dài nói nhưng là người tại phân thần đi cùng những người khác tâm linh câu thông thời điểm, ta bên này áp lực rất lớn a. À. Trên người người thánh ấn bắt đầu loạn phát uy, ngoại trừ thánh ấn bên ngoài, phảng phất còn có một cái đáng sợ ý chí muốn dáng lâm đồng dạng. Tống thư hàng sướng sờ, khuếch đại như vậy. Kém chút ta liền gọi ba ba, người nói áp lực lớn không lớn. Đậu 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 đen rau muốn đạo. Tống thư hàng vuốt vuốt lông mày, khổ não nói, không có cách, ta hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể thu liếm thánh ấn khí tức, còn không thể hoàn toàn khống chế. trước mấy thời gian, ta đều không dám về nhà, ta sợ người trong nhà thụ thành ấn ảnh hưởng quản gọi ta bá tống. cũng may hôm nay lão ngũ không có để cho sai tên của ta. đến mức đậu đậu nói một cái đáng sợ ý chí muốn giáng lâm sẽ không chỉ là bạch tiền bối a. bạch tiền bối có đáng sợ như vậy. người tiếp xuống nếu như còn muốn cùng ai tâm linh câu thông, tụ cùng ta nói một tiếng, để cho ta có điểm tâm lý chuẩn bị. đậu đậu đảo thật sự là tất vuông, tu vi cảnh giới bị Tống Thư Hàng bắt kịp còn chưa tính, hiện tại đối mặt Tống Thư Hàng lúc, còn muốn bị trên người hắn thành ấn hiếp đáp, chó cũng không thể nhịn nha. Chờ cái này về, hôn lễ qua đi, hắn liền muốn cố gắng thăng cấp, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới đi. Sẽ không lại dụng tâm linh câu thông năng lực, ta tiếp xuống đến trong quần cùng các tiền bối phiếm vài câu. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn muốn liên lạc với một chút thất sinh phù phù chủ, Lần trước Thiên Kiếp độ xong phía sau phủ chủ đã đáp ứng khôi lỗi muội tử, muốn bao nàng sửa chữa vật liệu. Hắn phải cùng phủ chủ hẹn thời gian để hắn đem sửa chữa dùng vật liệu đưa tới, sớm ngày để khôi lỗi muội tử khôi phục hành động. Mặt khác, thật lâu không có ở trong quần nổi lên, đi nước một chút, miễn cho trong quần tiền bối đem hắn quên đi. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Hôm nay trong quần các đạo hữu nói chuyện chủ đề đều cùng đậu đậu hôn lễ có quan hệ. Đại la giáo vô nguyệt chân quân, đáng tiếc, đậu đậu hôn lễ ta khả năng không đi được. Trong giáo ngày mai có cái lớn nghi thức cần ta chủ trì. Ta đến lúc đó phái người đệ tử, cho đậu đậu tặng phần lễ vật. Diệt phượng công tử, các người đều chuẩn bị đưa đậu đậu lễ vật gì? Bác Hà Tán Nhân, ta bên này còn tại chọn lựa, không biết đưa đậu đậu cái gì mới tốt. Nếu quả thật không có cách, liền theo cơ chọn lựa một phần đi, tâm ý đến liền tốt. Cuồng đao tứ lãng, vô luận đưa cái gì cũng tốt, ta chỉ chờ đợi ngày mai đến. Minh Nguyệt bao lâu có, diệt phượng đạo hiếu, người cùng đậu đậu quen thuộc nhất, người biết đưa thứ gì cho đậu đậu, hắn sẽ khá thích không? Diệt phượng công tử, đậu đậu khắc tinh, xương hào cũng không phải đến không, hắn cùng đậu đậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đậu đậu thích gì, chán ghét cái gì, thậm chí chạy trốn lúc ưa thích dùng cái gì thủ đoạn, trong lòng của hắn đều nắm chắc. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận Chu Ly, đi bắt đậu 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 muốn rời nhà trốn đi liền không có dễ dàng như vậy nói lên đậu đậu thích nhất đồ vật khẳng định chính là sở sở đưa chút sở sở cho nó hắn khẳng định rất vui vẻ diệt phượng công tử đạo sở sở là cái gì thiên phủ khí tông dương huyền hiếu kỳ hỏi bắc hà tán nhân nếu như ta không có nhớ lầm sở sở là danh tự hoàng sơn trân quân đã từng nhắc qua đậu đậu là sở sở khống chỉ cần là danh từ hoặc đạo hiệu mang sở sở chứ tiên tử nữ yêu đều là đậu đậu manh đối tượng vì cái gì đậu đậu sẽ có kỳ quái như thế manh thuộc tính a đông phương lục tiên tử đậu đen rau muống đạo cùng đao tứ lãng ai biết được dù sao đậu đậu là khuyển yêu phương thức tư duy cùng người bình thường khác biệt lúc này ta cảm giác chúng ta muốn một chút một vị nào đó đạo hiếu hắn cùng đậu đậu trên lý luận là cùng cái tổ tông tuyết lang động chủ tuyết lang động chủ người manh không manh sở sở tuyết lang động chủ, ta manh cái rắm Cuồng đao tứ lãng, chấn kinh biểu lộ, tuyết lang động chủ, người vậy mà manh cái rắm loại vật này. Khẩu vị của ngươi thật nặng, đã sơ green shot. Tuyết lang động chủ, ta cái này đi hoa hạ truy nã hệ thống, cho tam lãng đạo hữu treo cái tội phạm truy nã thân phận. Tội danh liền định là phạm phải 23 lên cướp bóc án, mỗi lần đều cướp bóc người khác cái rắm chương 1273, Tô Thị nút thắt, cuồng đao tứ lãng cả kinh nói đậu phộng tuyết lang động chủ ngươi chừng nào thì liên thông tập hệ thống cũng có thể làm rồi mặt khác ta không phục cướp bóc cái rắm phạm pháp cướp bóc tội thuộc về hành vi phạm tội chỉ cần áp dụng liền cấu thành phạm tội dù là ngươi chỉ cướp bóc cái rắm bất quá đã ngươi không phục vậy liền cho ngươi lại thêm đầu ngươi thích gì đồ vật ta đều cho ngươi tăng thêm bản đầu miễn phí tuyết lang động chủ nói cuồng đao tứ lãng tuyết lang động chủ phát cái đắc ý khuôn mặt tươi cười biểu lộ trên thực tế, động chủ hứng thú chỉ là chế tác các loại giấy chứng nhận, truy nã hệ thống cái gì hắn còn không có tiếp xúc qua. Bất quá nhìn thấy tam lãng kinh ngạc dáng vẻ, động chủ bắt đầu cân nhắc muốn hay không cho mình gia tăng cái hứng thú nghiệp vụ. Bắc Hà Tán Nhân, che chán biểu lộ các người chủ đề kéo quá xa đi, trở về chính đề A, à, ngày mai đậu đậu kết hôn, đưa hắn lễ vật gì mới tốt. Đứng đắn một chút, diệt phượng công tử, sở sở lệ chi tiên tử, nhưng cái này sở sở không tốt tặng người đi, cũng không thể bắt một cái sở sở đưa đậu đậu, diệt phượng đạo hữu đề nghị bác bỏ. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, a à, bắt chỉ sở sở đưa đậu đậu không được sao, ta vừa rồi thu đến tình báo, ta một cái đối thủ một mất một còn trong môn phái thì có một đầu gọi, sở sở, ngư yêu, ta đang chuẩn bị đánh đến tận cửa đi, đem cái kia, sở sở, cho bắt tới. Thuận tiện dẫm dẫm mạnh ta cái kia đối thủ một mất một còn, Năm nay ta đều không có vừa hắn, đang có điểm ngứa tay. Sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, muốn muốn. Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, cuồng đao tứ lãng, cổ hồ quan chân quân, a, à, tiểu Đậu Đậu hôm nay có thể lên lưới. Sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, hôm nay hướng Hoàng Sơn đại ngốc mời nghỉ một ngày, đi ra ngoài linh lợi, đã hẹn 6 giờ tối liền về nhà. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, sở sở ngư yêu ta muốn giao bá tiền bối ngài nếu như đưa ta sở sở, ta sẽ rất vui vẻ. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, ngón tay cái biểu lộ vậy cứ như thế quyết định, ta cái này đi đối một đợt cái kia đối thủ một mất một còn, cái này về nhất định phải đem hắn đánh gọi ba ba, ha 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 ha. Nói xong, giao bá chân quân tựu lo cao đây. Ngọa thảo, giao bá chân quân thật sự muốn đưa chỉ sở sở. Lệ chi tiên tử, đậu đậu, người có cái gì muốn lễ vật? Minh thiên tỷ tỷ đưa ngươi lệ chi tỷ tỷ tốt nhất rồi, kỳ thật, ta muốn chiếc xuất khí điểm tiên thuyền, sớm trước liền muốn mở, nhưng Hoàng Sơn đại ngốc một mực không chịu cho ta. Đậu đậu nói, lệ chi tiên tử cười nói, không có vấn đề, ta để cho người ta cho người đính chế một chiếc, thích hợp ngươi mở loại hình. Cuồng đao tứ lãng, đậu đậu còn có cái khác muốn sao? Không bằng báo một phần tờ đơn đi ra, chúng ta đoàn người nhìn tờ đơn chọn lựa A. Bắc Hà Tán Nhân, ý kiến hay. Sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, ta muốn một cỗ đã sửa chữa lại xe đẩy, còn có máy bay phản lực, ta còn muốn muốn một cái có thể đem khí tức triệt để ẩn tàng pháp khí, đối còn muốn một thanh tốc độ nhanh phi kiếm, càng nhanh càng tốt, còn có con rối thế thân, rất thật điểm cái chủng loại kia, ngoại trừ trở lên đồ vật bên ngoài, ta còn muốn phải phê phát tới điểm sở sở. Bắc Hà tán nhân tốc độ tay nhanh nhất, xe đẩy giao cho ta, ta trước dự định. Cổ hồ quan chân quân, máy bay phản lực giao cho Bần Đạo. Bần đạo trong tay vừa vặn có phun khí thức máy bay chiến đấu. Tạo hóa pháp phương cái kia ẩn tàng khí tức pháp khí liền từ ta đến chuẩn bị đi, trong tay của ta có mấy cái tương tự pháp khí. Đúng, các đạo hữu, 4 giờ chiều ta buổi hòa nhạc liền muốn mở ra, đến lúc đó sẽ còn tải trên mạng đồng bộ trực tiếp, mọi người đi ủng hộ điểm cái tán a. Trong quần lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám đi ra nói tiếp gốc dạ, liền tam lãng cũng không dám tiếp. Bá Tống cuồng đao tứ lãng nha thư hàng tiểu hữu đi ra rất lâu không thấy được ngươi bá tống lệ rơi đầy mặt biểu lộ trước mấy ngày bị tạc đến thú rơi đi điện thoại không tín hiệu hôm nay vừa mới trở về đúng thất sinh phù tiền bối tại sao ở đây đậu đậu muốn tốc độ siêu nhanh phi kiếm để ta tới cung cấp bá tống thư hàng tiểu hữu ta hôm qua vừa bế quan đi ra ngươi bây giờ tại vị trí nào chúng ta chạm mặt ta đem sửa chữa khôi lỗi dùng vật liệu giao cho ngươi Thất Sinh phù phủ chủ nói: Bá Tống, ta đang tiến về tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc trên đường, tiền bối người thì sao? Còn sống không phải rất tốt sao? Thất Sinh phù phủ chủ nói: Tạo hóa pháp vương, Bá Tống, ngày mai đậu đậu trong hôn lễ chúng ta gặp lại, cứ như vậy quyết định. Thất Sinh phù phủ chủ nói: Hắn sợ Tống thư hàng mời hắn cùng đi tham gia tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc. Bá Tống tốt ga, người phù chủ kia chúng ta ngày mai gặp tử quỳnh tiên tử vũ nhu tử, tống tiền bối, người còn chưa tới sao? Ta cùng lưu kiếm nhất sư huynh đã đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc hiện trường. Bá tống, còn tại trên đường, ta cùng với đậu đậu. Tính toán thời gian, nhất định có thể gặp phải buổi hòa nhạc. Tử quỳnh tiên tử vũ nhu tử, được rồi, tống tiền bối. Ta cùng sư huynh tại hàng thứ nhất vị trí, có muốn hay không ta vì tiền bối cũng chiếm chỗ ngồi. Giang Tử Yên, ta mang theo dược sư tại hàng thứ tư vị trí, đối các người muốn máy trợ thính sao. Hiệu quả đặc biệt tốt, tắc đi lên sau liền cùng đâm thủng màng nhĩ là một cái hiệu quả. Bá Tống, Giang Tử Yên, Tử Yên sư tỉ mời lưu cho ta một đôi. Giang Tử Yên, muốn nói chuyện riêng, tại trong quần trò chuyện bị tạo hóa tiền bối nhìn thấy, không lạ có ý tốt. Giang Tử Yên, thư hàng, người quá không nể mặt tạo hóa tiền bối. Bá Tống. Tạo hóa pháp phương, kỳ quái, thư hàng tiểu hữu ngươi không phải ta mê ca nhạc sao? Ta lần trước gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi còn tại vụng trộm hát ta ca a. Tống thư hàng nhớ lại lần trước sự, chân đều tại như nhũn ra. Tạo hóa pháp phương, ta đã biết, ngươi là vì đậu đậu chuẩn bị đi. Yên tâm đi, đến lúc đó đậu đậu ta sẽ an bài hắn ngồi đằng sau điểm vị trí. Ta sẽ để người cho ngươi lưu một cái hàng thứ nhất vị trí. Tống thư hàng thân thể cứng đờ ta bây giờ quay đầu còn tới kịp không? Sắp kết hôn tiểu đậu đậu, cảm ơn ngươi, bá tống đạo hiếu. Diệt phượng công tử, ngươi chuẩn bị cho ta đưa lễ vật gì? Diệt phượng công tử, đưa ngươi cục xương. Xương cốt, phi, ta không có ngươi dạng này hảo bằng hiếu. Ta cho ngươi biết, ngày mai nếu như ngươi tặng lễ vật không cách nào làm cho ta hài lòng, ta liền ngã xuống đất khóc lóc om sòm. Đậu đậu nói, diệt phượng công tử, làm gì để mắt tới ta? Ha ha, Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Chu Ly đoạn thời gian trước phong tỏa ta mạng lưới, để cho ta cùng ngoại giới ngăn cách, ta đều nhớ kỹ đây. Tóm lại, ngươi tốt nhất chuẩn bị cho ta một phần để cho ta hài lòng lễ vật. Nếu không đừng trách ta quấy rối. Ngươi phải tin tưởng ta quấy rối năng lực, ta thật muốn bật hết hỏa lực, không ai chịu được." Đậu Đậu Dương Dương đắc y nói. "Diệt Phượng công tử, tiện hóa." "Tạ ơn khích lệ." Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua cửu châu nhất hào quần bên trong, các đạo hữu không ngừng cho đậu đậu đưa lên lễ vật. Nhiều lễ vật như vậy, mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Kết cái hôn như thế lừa. Nói thật, Tống Thư Hàng nhìn lấy đều có điểm tâm động. Lúc này, trong quần Tô Thị A thất thượng tuyến. Tô Thị A thất, bá Tống, Thư Hàng tiểu hữu người bây giờ tại tọa độ là đâu, phát cái tọa độ cho ta. A thất tiền bối ở trên tuần liền bắt đầu độ ngũ phẩm thiên kiếp, hiện tại thượng tuyến, chẳng lẽ là độ kiếp thành công? A thất tiền bối, ta trước khi đến Thích Ca Mâu Ni tiền bối buổi hòa nhạc trên đường, tọa độ một mực đang biến hóa, nếu không chờ ta đến sau lại phát cái tọa độ cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thất, còn sống không phải rất tốt sao, tại sao phải đi tạo hóa đạo hữu buổi hòa nhạc? Tạo hóa Pháp Vương. Tống Thư Hàng, A thất tiền bối, người độ kiếp thành công không? Cuối cùng kết thúc, Tô Thị A thất nói tống thư hàng nhãn tình sáng lên a à thất tiền bối cái kia sau cùng tâm ma kiếp người thành công vượt qua gần nhất độ kiếp tu sĩ tất cả đều lâm vào tâm ma kiếp bên trong không cách nào thức tình. liền thông nương loại kia rõ ràng đã xông qua tâm ma kiếp một cửa ải kia nhưng vẫn là không cách nào tỉnh lại chư thiên vạn giới tu luyện giả hiện tại cũng biết gần nhất tâm ma kiếp có vấn đề cho nên hiện tại có thể kéo kéo dài khi độ kiếp ở giữa đều tại hết sức kéo dài truyền công cuồng thiên nhai tử đạo trưởng lần trước tại huyền thánh giảng pháp lúc giảng nội dung gần nhất bị rất nhiều tu sĩ dùng tới mà bây giờ tô thị a thất độ kiếp thành công hắn dùng chính là biện pháp gì xông qua tâm ma kiếp tâm ma của ta bị người ăn hết tô thị a thất trả lời cái gì bị ăn sạch rồi tống thư hàng một mặt mộng bức tâm ma thứ này vô hình vô chất làm sao ăn phá dương kích quách đại manh manh đậu đậu biểu lộ Phá Dương kích quách đại, giận xoa đậu đậu đầu chó. Bắc Hà tán nhân, Ngọa Thảo, kém chút chúng chiêu. Phá Dương kích quách đại, A à Thất, ai ăn hết tâm của ngươi ma. Một cái theo lý thuyết cũng sớm đã đi về cõi tiên lão tổ. Tô thị nút thắt, Tô thị A à Thất nói. Lệ chi tiên tử, nút thắt là cái gì đạo hiệu, tại sao có nút thắt? Các ngươi Tô thị không đều là đằng sau số cộng chữ sao? điền thiên đảo chủ nghe nói tại số lượng đi ra trước đó mọi người là dùng nút thắt đến tính toán điền niềm phó đảo chủ cho nên nói tô thị nút thắt không có mau bệnh lệ chi tiên tử cái này đạo hiệu thật đùa a à thất nhà các ngươi truyền thừa quá thú vị duy chỉ có ngươi không có tư cách chế giễu đạo hiệu của người khác a à, lệ chi tiên tử nếu không phải chúng ta những người này đã thành thói quen các ngươi môn phái hoa quả hệ đạo hiệu lần thứ nhất phản ứng nghe được lệ chi tiên từ cái này đạo hiệu lúc chúng ta đều cười phun ra có được hay không tống thư hàng tâm ma muốn làm sao cái phương pháp ăn cuồng đao tứ lãng người muốn ăn tô thị a thất đáp lão tổ tô thị nút thắt là thế nào xuất hiện ta không có chút nào ấn tượng lúc ấy ta còn tại tâm ma kiếp trong trạng thái sau đó lão tổ xuất hiện từ thân thể ta bên trong đem tâm ma kiếp cho quốc gia tiếp theo lão tổ tựa như ăn bánh bích quy đồng dạng đem tâm ma ăn hết ta từ tâm ma kiếp trong trạng thái khôi phục lúc nhìn thấy hình ảnh chính là lão tổ tại gặm ăn tâm ma nguyên lý là cái gì lúc này hiến công cư sĩ hỏi tô thị a thất ta làm sao biết lão tổ ăn hết tâm ma của ta kiếp sau tại ta còn không có triệt để tỉnh táo lại trước liền rời đi tại chúng ta tô thị ghi chép bên trong lão tổ đã sớm về cõi tiên ta cũng không nghĩ tới hắn còn sống nếu như a thất người gặp lại nút thất lão tổ nếu như hắn thích ăn tâm ma lời nói Ngươi liền nói cho hắn biết chúng ta cái này có rất nhiều mỹ vị tâm ma trở lấy hắn đến ăn. Lệ Chi tiên tử nói. Tô thì A à thất, không nói trước cái này, tống thư hàng ngươi bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp khí không. Ta cái này có chút vật liệu đưa ngươi, nếu không. Hắn còn thiếu tống thư hàng chút vật liệu, lần trước nói xong muốn dẫn tống thư hàng đi, thiên hà bí cảnh, tu luyện, không nghĩ tới tống thư hàng đẳng cấp vọt quá nhanh, cho nên đành phải quy ra thành vật liệu luyện khí. Nhất định phải A. À, ta vừa mới luyện chỉ quyền sáu, còn có 32 cái bản mệnh pháp khí trở lấy luyện đây. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A à thất cái gì? 32 cái bản mệnh pháp khí, người đang đùa ta. chương 1274, tạo hóa pháp phương có cái mộng tưởng. Minh Nguyệt bao lâu có, Thư Hàng tiểu hữu người muốn luyện chế là cái gì pháp khí, lại có 32 loại nhiều. Ta nhớ được Bắc Hà Đạo hữu Tinh Hà Thập Nhị Kiếm, đều chỉ có 12 mai kiếm hoàn, đây đã là cửu châu nhất hào quần, bên trong số đã biết lượng nhiều nhất bản mệnh pháp khí, bắc hà tán nhân tòng tứ phẩm bắt đầu luyện chế, đến ngũ phẩm sau mới đưa 12 mai kiếm hoàn toàn bộ luyện chế hoàn thành. 32 cái bản mệnh pháp khí, cái gì pháp khí sẽ có dạng này số lượng? Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, số lượng này pháp khí, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một kiện. Tống thư hàng người không phải là muốn luyện chế 32 thánh kiếm A. Không thể nào, Tống thư hàng tiểu hữu không có kiếm thuật thiên phú, hắn trải qua luyện cái gì kiếm?" Diệt Phượng công tử nhanh chóng trả lời. Tống thư hàng nhìn thấy lời nói, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực đau nhức, tâm can phảng phất bị lợi kiếm đâm thấu. Thiên phủ khí tông Dương Huyền, cũng đúng, nếu như Tống thư hàng tiểu hữu muốn luyện chế lời nói, cũng chỉ biết luyện chế 32 thánh đao loại hình. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối tất cả đều cho rằng lệ chi tiên tử cùng Diệt Phượng công tử giảng vô cùng có đạo lý. Tống Thư Hàng thở dài, đưa vào nói, ta muốn luyện chế là tam thập tam thú tổ hợp bản mệnh pháp khí. Pháp khí này, cùng người tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có quan hệ sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tống Thư Hàng, đúng vậy, là xứng đôi bản mệnh pháp khí. Ta gần nhất dày vò rất nhiều, lại tại thú giới đi dạo nhiều ngày như vậy, mới đưa tổ hợp pháp khí phương pháp luyện chế giải quyết. 33 loại bản mệnh pháp khí, người còn kém 32 kiệt, nói cách khác ngươi đã luyện chế thành công một kiện. Tô Thị A thất hỏi. Tống Thư Hàng nói, đúng vậy, hôm qua suốt đêm đem kiện thứ nhất pháp khí chế tạo xong, nghịch kinh võ sĩ quyền sáo thuộc tính rất không tệ. Diệt phượng công tử, chật chật, rõ ràng muốn luyện kiếm, nhưng lại chỉ có đao pháp thiên phú, đến cuối cùng kiện thứ nhất bản mệnh pháp khí lại là quyền sáo. Cuồng đao tứ lãng tổng kết nói, không muốn làm luyện kiếm đao khách, không phải một cái tốt quyền sư lệ chi tiên tử, sâu sắc. Tô thị A thất, còn thiếu bao nhiêu vật liệu luyện khí, đến lúc đó ta cho ngươi bổ sung một số. 33 cái bản mệnh pháp khí cũng không tốt luyện chế, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tạ ơn A thất tiền bối, kém vật liệu chủng loại tương đối nhiều, đến lúc đó chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Tống Thư Hàng trả lời. Tô thị A thất lại hỏi, luyện khí phương diện, ngươi không có vấn đề sao? Ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, Học qua như thế nào luyện khí sao? Yên tâm đi, A Thất tiền bối. Có vị đại tiền bối thay ta mời một vị đúc khí cao thủ, chuyên môn vì ta luyện chế cái này 33 loại pháp khí. Ta chỉ cần đem pháp khí sau cùng hạch tâm tổ hợp liền tốt. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A Thất, như thế rất tốt, cái kia đậu đậu hôn lễ lúc chúng ta gặp lại. Thất sinh phù phủ chủ, giống như trên, đậu đậu hôn lễ lúc gặp lại. Tử Quỳnh Tiên Tử Vũ Nhu Tử, đúng rồi thất tu tiền bối không phải đã độ kiếp thành công không? Vì cái gì đến bây giờ đều không có đi ra. Bởi vì linh điệp tôn giả đồng dạng độ kiếp sắp đến, cho nên vũ nhu tử muốn hướng thất tu tiền bối hỏi thăm hạ liên quan tới 7 tấn 8 tình huống cụ thể. bắc Hà Tán Nhân, ta cũng đang buồn bực việc này, thất tu tiền bối từ huyền thánh giảng pháp, sau khi kết thúc, vẫn liên lạc không được. Diệt phượng công tử, có phải hay không là trực tiếp bế quan củng cố cảnh giới? thất tu tiền bối xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá bây giờ đã không sao, Tống Thư Hàng nói. Bác Hà Tán Nhân, cái gì ngoài ý muốn, làm sao người biết? Bởi vì ngũ tu tiên tử ngay tại ta cái này, làm thuê thay ta rèn đúc pháp khí chính là ngũ tu tiên tử. Tống Thư Hàng đơn giản đem thất tu tiền bối sự tình hướng, cửu châu nhất hào quần, bên trong tiền bối giảng thuật một lần. Bất quá dính đến, cửu tu phượng hoàng đao, sự tình, hắn không có nhiều lời đạo khí cửu tu phượng hoàng đao sự là số lượng tu nhất hệ bí mật tống thư hàng không tốt truyền ra ngoài lúc này bạch tiền bối thượng tuyến bạch thánh quân gần nhất thiên địa đại biến sắp đến sự tình các loại rất loạn mọi người chú ý an toàn đúng thư hàng người cái kia bảo đao cải tạo hoàn thành ban đêm gặp mặt lúc cho ngươi tạ ơn bạch tiền bối tống thư hàng vui vẻ nói hàng rào bảo đao điểm kích sẽ đưa ta cảm giác cải tạo phía sau bảo đao phi hành hiệu quả không tệ. Ta nghe thập lục nói người lúc ấy muốn tại nho ra mở, cho phi kiếm, bảo đao, loại hình pháp khí cải tiến cửa hàng. Chúng ta hùn vốn mở, ta cảm giác sẽ rất chơi vui. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, đi nho ra mở. Đều có thể, mà lại chúng ta còn có thể khai ra bán hàng qua mạng. Chỉ cần lợi dụng được ta không gian thiên phú, lấy tiền cũng thuận tiện. Tuyến thượng tuyến hạ có thể đồng bộ khai trương bạch tiền bối nói tống thư hàng không có vấn đề chờ đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc chúng ta liền đi tuyển cái cửa hàng ngón tay cái biểu lộ tốt vậy cứ như thế quyết định ta điện thoại di động này không ổn định trước lo cao ban đêm gặp bạch tiền bối nói ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc đợi chút nữa bạch tiền bối ngài cùng thư hàng muốn mở chính là cái nào loại hình cải tiến cửa hàng mang ta một cái a à, ta cũng rất có hứng thú đó a à lưu huỳnh tiên tử ta cũng tương đối hiếu kỳ là phương diện nào cải tạo lệ chi tiên tử đợi chút nữa không phải là cái kia a à. bắc hà tán nhân ta nghĩ hẳn là cái kia cuồng đao tứ lãng cho bảo đao ra hộ cột cái kia ta nhớ được rất sớm trước tống thư hàng tiểu hữu tại trong quần đề cập qua việc này sẽ không thật sự tăng thêm hàng rào ha. tống thư hàng ha 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 xem ra thật là ra hộ cột đám người chỉ cần não bổ một chút tống thư hàng ngự đao phi hành, vừa thượng còn tự mang hàng rào hiệu quả, lá gan rung động. Tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc hiện trường. Bởi vì lần này buổi hòa nhạc chủ yếu là vì đối kháng tâm ma, không đối người bình thường mở ra, buổi hòa nhạc quy mô cũng không phải là rất lớn. Biểu diễn địa chỉ liền thiết lập tại, đấu chiến Phật Tông, một chỗ phân tự. Dù cho người nghe số lượng cũng không nhiều, tạo hóa Pháp Vương vẫn là tỉ mỉ bố trí bản thân buổi hòa nhạc nếu như hắn tiếng ca thật sự như, linh điệp tôn giả, suy đoán, có được đối phó tâm ma công năng, cái kia tương lai hắn tại tu luyện giới cũng sẽ lửa, mà lại hội lửa lượt chư thiên vạn giới. Bất kể là cái nào hệ tu luyện giả, tu chân hệ, thánh quang hệ, phu thuật hệ, pháp thuật hệ, thú tu hệ, phương thức tu luyện ngàn ngàn loại, nhưng độ kiếp đều như thế, tâm ma kiếp là tất cả tu luyện giả đều không thể tránh khỏi đại kiếp. Mặc dù tại người bình thường thế giới bên trong ta đã có nhất định nổi tiếng, còn tụ họp một đợt fan hâm mộ. Nhưng là, người bình thường thế giới trung quy là người bình thường thế giới, cùng giới tu luyện tổng là có khác biệt. Tạo hóa pháp phương nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Hiện tại, tại người bình thường thế giới bắt đầu diễn sướng hội đã không cách nào thỏa mãn hắn. Tạo hóa pháp phương có một cái mơ ước, hắn muốn trở thành giới tu luyện đại minh tinh. Hắn muốn tại chư thiên vạn giới mở lưu động biểu diễn. Cho nên, trận này buổi hòa nhạc ta muốn đầu nhập 200% tình cảm. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ta tiếng ca lực trùng kích. Tạo hóa Pháp Vương lầm bẩm nói. Buổi hòa nhạc dưới đài. Giang tử yên nắm dược sư tay, dược sư còn lâm vào tâm ma kiếp trạng thái, ngủ say không dậy nổi. Vũ Nhu Tử, người nói tạo hóa đạo hữu tiếng ca, đối tâm ma kiếp thật sự hữu hiệu sao? Giang tử yên có chút tâm thần bất định. Vũ Nhu Tử, khẳng định có hiệu, ta lúc ấy lâm vào tâm ma kiếp thời điểm, cũng là bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca vang lên, sau đó ta những tâm ma này đều chịu không được tiếng ca, toàn bộ sụp đổ tiêu tán. Đây chính là ta tự thể nghiệm. Giang Tử Yên khẽ gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện, lại lần lượt có đạo hữu tiến vào buổi hòa nhạc hiện trường. Có chút là trong quần đạo hiếu, cổ hồ quan chân quân, hắn mang theo hai vị lâm vào tâm ma kiếp đệ tử tiến vào hội trường. Thông Huyền đại sư cũng mang theo một vị tiểu hòa thượng cùng theo vào hai vị nhìn thấy Vũ Nhu Tử cùng Giang Tử Yên phía sau gật đầu ra hiệu, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Còn có một ít là không quen biết đạo hiếu, hẳn là nhận tạo hóa Pháp Phương mời khách nhân, bọn hắn cũng đều mang theo lâm vào tâm ma kiếp đệ tử hoặc hảo hiếu. Tất cả mọi người là ôm thử một lần tâm thái tới, nói không chừng tạo hóa Pháp Phương tiếng ca thật sự hữu hiệu đâu. Tống tiền bối vẫn còn chưa qua tới sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, tống thư hàng vừa vặn mang theo đậu đậu từ không trung giáng xuống đồng thời bạch tiền bối phân thân cũng đúng lúc mang theo thông nương cùng tiểu thải đồng thời đến a à, thư hàng ngươi đã đến nha bạch tiền bối phân thân nhìn thấy tống thư hàng phía sau vẫy vẫy tay tống thư hàng nghênh đón tiếp lấy ngươi tới vừa vặn dạng này thông nương cùng tiểu thải liền giao cho ngươi a à, ta trước hết về bản thể vậy đi bạch tiền bối phân thân nói tống thư hàng a à bạch tiền bối ngươi không lưu lại tới nghe buổi hòa nhạc sao? Ta chỉ là một cái phân thân, bạch tiền bối phân thân phất phất tay nói, phân thân liền cần tiết kiệm năng lượng, không phô trương lãng phí. Đã tiểu thải cùng thông nương trả lại cho ngươi, ta liền không tiếp tục lãng phí bản thể năng lượng, giải trừ. Sứt lời, bạch tiền bối phân thân giải trừ, biến mất không thấy gì nữa. Đậu đậu, ta cảm giác bạch tiền bối phân thân khẳng định là không muốn nghe tạo hóa buổi hòa nhạc, cho nên chạy mất. Đồng thời, Vũ Nhu Tử bên người Lưu Kiếm Nhất nghe được phen này lý luận, con mắt đột nhiên sáng lên. Lời này, nói đến trong lòng của hắn đi. Còn sống liền cần tiết kiệm năng lượng, không phô trương lãng phí, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng tiếp nhận tước yêu cùng thông nương, cũng may các nàng hình thể đều rất nhỏ, Tống Thư Hàng tay trái thông nương, tay phải tiểu thải, bưng lấy các nàng tiến vào buổi hòa nhạc hiện trường. Tống tiền bối, bên này bên này, Vũ Nhu Tử đứng dậy, vui vẻ hướng phía tống thư hàng ngoắc. Nàng vừa đứng lên lúc đến, hai đầu chân dài đặc biệt dễ thấy. Nàng vị trí thế nhưng là hàng thứ nhất, một hồi tạo hóa tiền bối mở hát phía sau hàng thứ nhất khẳng định là trọng tai khu. Đậu đậu, thư hàng, ta cảm thấy ta tìm dựa vào sau vị trí hội liền tốt. Đậu đậu, chúng ta là hảo bằng hữu A. Tống thư hàng cười ha hả nói, hảo bằng hữu liền muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đậu đậu hắn rất muốn trả lời tống thư hàng không phải, nhưng nghĩ đến bản thân phù rể đoàn vẫn phải tống thư hàng hỗ trợ, đậu đậu một câu, không phải, làm sao cũng nói không ra miệng. Cứ như vậy, đậu đậu bị tống thư hàng cưỡng ép dẫn tới hàng thứ nhất. Tử Yên Sư tỷ Cổ Hồ Quan Tiền Bối, Thông Huyền Đại Sư Tốt, Lưu Sư Huynh Tốt. Tống Thư Hàng đánh một vòng chào hỏi, sau đó tại Vũ Nhu Tử bên người ngồi xuống. Giang Tử Yên hì hì cười nói, bá Tống Tiền Bối người cũng tốt. Tống Thư Hàng. Giang Tử Yên đưa lên hai bộ máy trợ thính, đưa người cùng đậu đậu. Tạ ơn Tử Yên sư tỷ. Tống Thư Hàng tiếp nhận máy trợ thính. Tống Tiền Bối, lần trước phim đập xong, người lại đã trải qua cái gì kích thích mạo hiểm. Vũ Nhu Tử hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng hai chân bình thân, đôi chân dài chính là như thế duyệt nhãn. chương 1275, Phật Môn Duyên thật đáng sợ. Ngồi ở Vũ Nhu Tử bên người Tống Thư Hàng cùng Lưu Kiếm Nhất, Cùng nàng vừa so sánh, liền lộ vẻ chân ngắn. Lần trước điện ảnh về sau A, đã trải qua không ít sự tình. Ta nhớ được phim đập xong không lâu, ta đi lần trước chúng ta tại, sở ra, trong bí thất biết được cái kia cấm địa, nơi đó là viễn cổ thiên đình thời đại, Đông Tri Điện. Ở nơi đó chúng ta gặp gỡ mấy con rất thú vị yêu thú, đồng dạng nguy cơ cũng không ít. Tống thư hàng sơ lược miêu tả chính mình lúc trước tại, Đông Tri Điện huống hình. Liên quan tới Bắc Phương Đại Đế phục sinh tin tức, tạm thời giữ bí mật. Đại đế hiện tại ở vào tị thế, trạng thái, cho nên liên quan tới hắn phục sinh tin tức muốn tạm thời phong tỏa, miễn cho không cẩn thận hố đại đế. Vũ Nhu tử nghe say xưa ngon lành, hận không thể bản thân lúc ấy có thể cùng Tống thư hàng cùng một chỗ tham gia, đông chi điện, mạo hiểm. Đáng tiếc lúc ấy nàng đang củng cố cảnh giới, tu luyện ngự kiếm phi hành chi pháp, bỏ qua như thế một lần oanh oanh liệt liệt cấm địa chi hành. Uông lúc này, Tống Thư Hàng bên người đậu đậu nói, Tống Thư Hàng, người có hay không cảm giác chân của mình đặc biệt ngắn. Người bây giờ thân cao 1m8 nhiều đi, chân so vỗ nhu tử còn muốn ngắn một mảng lớn. Tống Thư Hàng, cái này có gì có thể so tính, ta một đại nam nhân cùng manh muội tử so chân dài làm gì. Mặt khác, đánh người không đánh mặt, cắt người không cắt thận, vạch người không vạch khuyết điểm. Loại này thường thức vì cái gì đậu đậu ngươi chính là không rõ, ha ha, đậu đậu, không được á, tống tiền bối chân nếu như trường cùng ta đồng dạng, sẽ rất kỳ quái. Người tưởng tượng một chút, chân của ta tăng thêm tống tiền bối thân thể bộ dáng. Vũ Nhu Tử cười nói, đậu đậu não bổ xuống hình ảnh kia, cười không thở nổi, ha 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 ha. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên đậu đậu, sau đó lại một tay đem nó nhấc lên, lại đưa tay chỉ đậu đậu tiểu chân sau, đậu đậu, đang nói người khác chân ngắn trước, ngươi không nên xem trước một chút chân của mình sao ngốc a thư hàng ta là chó nhỏ a cùng các ngươi nhân loại so chân dài làm gì giống loài cũng khác nhau có gì có thể so tính ngươi cùng ta so với ai khác mao càng mềm mại càng khả ái đậu đậu liếc mắt tống thư hàng đậu đậu tiếp tục nói bất quá thư hàng ta phát hiện bên cạnh lưu kiếm nhất chân so ngươi hắn vừa mới nói được nửa câu lưu kiếm nhất lên tiếng ngắt lời nói các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước hút điếu thuốc. Vũ Nhu Tử Hiếu Kỳ nói, sư huynh người hội hút thuốc. Hút thuốc loại chuyện này, cần tốn thời gian chuẩn bị mua thuốc, sau đó còn cần móc khói, đốt thuốc. Mà lại đang hút thuốc lá thời điểm còn cần tiến hành hô hấp lấy hơi. Đối với lưu kiếm nhất loại này liền hô hấp đều lười hô người đến nói, hút thuốc loại chuyện này quá phiền toái. Lưu kiếm nhất thở dài, muốn nói chút gì, nhưng thẻ nửa ngày phía sau hắn ủ rũ cuối đầu nói, đột nhiên lười kiếm cớ. Tốt a à, ta chân ngắn. Đậu đậu, tiếp tục trò chuyện đề tài này thời điểm không cần nhắc lên ta, để cho ta tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Đậu đậu khóe miệng co giật, một đầu Pekinzis làm ra khóe miệng co giật biểu lộ tương đương không dễ. Đúng rồi tống tiền bối, người chơi trực tiếp sao? Vũ Nhu tử hỏi. Tống thư hàng, trước kia có nhìn trực tiếp, bất quá nhìn đều là thi đấu trò chơi trực tiếp chiếm đa số ta hiện tại đang chơi trực tiếp, tống tiền bối người có tài khoản lời nói chú ý ta một chút. Hôm nay ta chuẩn bị mở ra ta trận thứ ba trọng yếu trực tiếp. Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra. Tống Thư Hàng nghe vậy giật mình, người muốn trực tiếp tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc. Đúng vậy a, à, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đổ bộ chú ý Vũ Nhu Tử trực tiếp ở giữa, lại dặn dò, nhớ kỹ trực tiếp trước cùng đám fan hâm mộ nói một chút phía trước cao năng, sức chiến đấu quá thấp chú ý né tránh loại hình, miễn cho ngộ thương. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối yên tâm, ta biết, ta đã sớm thông chi qua, trận thứ ba trực tiếp hội trực tiếp linh hồn ca vương buổi hòa nhạc. Mặt khác, chú ý ta người tổng cộng mới mấy trăm, không có mấy người, cũng sẽ không tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Chỉ có vài trăm người, Tống Thư Hàng xoa cầm rơi vào trầm tư lấy Vũ Nhu Tử khuôn mặt đẹp tăng thêm cái kia bá đạo dáng người, mở hai lần trực tiếp sau vậy mà chỉ có vài trăm người fan hâm mộ, ở trong đó nhất định có âm mưu. Lúc này, sau lưng một loạt cổ hồ quan chân quân hỏi, tạo hóa đạo hữu buổi hòa nhạc mấy điểm bắt đầu. Ta biết là 4 giờ chiều cả, Vũ Nhu tử nhấc tay trả lời. Cổ hồ quan chân quân, cái kia còn có một đoạn thời gian rất dài a, à, sớm biết tới chế một chút. Bình thường điểm ấy thời gian chỉ cần thoáng tu luyện một chút, rất nhanh liền đi qua. Nhưng bây giờ, lập tức liền muốn lắng nghe tạo hóa pháp phương tiếng ca cổ hồ quan chân quân nào có tâm tư tu luyện hắn hiện tại cảm giác mình có điểm giống sắp bị tử hình tử tù tử vong cố nhiên đáng sợ nhưng càng khó chịu hơn chính là tử vong trước cái kia đoạn dày vò thời gian muốn hay không chơi điểm trò chơi cùng nhau chơi đùa nhất cục lang nhân sát cái gì Giang tử yên đề nghị tốt tốt bất quá ta không quá hội chơi vũ nhu tử nói thật là phiền phức ta muốn nghỉ ngơi không cần coi như ta lưu kiếm nhất nói Tống Thư Hàng, ta chỉ nghe qua, nhưng không có chơi qua, ta trước đứng ngoài quan sát nhất cục. Đậu đậu, ta hội tính ta một người. Cổ hồ quan chân quân, cũng ra ta một cái. Thông huyền đại sư, bế khẩu thiền thật là phiền phức, lúc này liền không thể chơi điểm không cần lên tiếng trò chơi sao. Đáng tiếc hiện tại dược sư đạo hữu lâm vào tâm ma kiếp, không ai có thể thay thông huyền đại sư phiên dịch. Cùng cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đồng giảng, vừa thượng những cái kia được mời mời đi theo đạo hữu cũng nhàn rỗi nhàm chán, hoặc top 5 top 3 trò chuyện cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cúi đầu loay hoay điện thoại. Tống Thư Hàng liền nghe đến phía bên phải hàng thứ ba có hai vị tu sĩ đang nói chuyện đương thời nào đó khoản tương đối lưu hành thi đấu trò chơi. Ngồi phía bên trái chính là một vị tuổi trẻ đạo sĩ ăn mặc tu sĩ, phía bên phải chính là một vị trung niên Phật Tông Đại Sư, này lúc tuổi trẻ đạo trưởng đang nói khoác bản thân hôm trước chiến quả, lại nói hôm trước thời điểm, ta tại bảy khu, ta gặp được một đám heo đồng đội, bị lừa thảm rồi. Coi như ta là như thần nam nhân, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Bất quá khi đó, chúng ta đối diện cũng có cái heo đồng đội, bị ta liên tiếp giết năm lần, ta lúc ấy còn thâu xuống tới. Đúng dịp, lão nạp cũng đang chơi trò chơi này, cũng là bảy khu. Bất quá lão nạp là tân thủ, vừa mới chơi không bao lâu. Đại sư cười nói. Đại sư ngươi ra ta nói chuyện phiếm hào, lần sau ta mang đại sư bay. Đúng, ta lần trước năm giết video đại sư muốn nhìn không? Nói, tuổi trẻ đạo trưởng lấy ra điện thoại di động của mình, vạch ra một đoạn trò chơi thu video. Đại sư xông tới, hai người cùng nhau nghiên cứu đoạn video này. Video buông tha phía sau tuổi trẻ đạo trưởng nói, đáng tiếc, lúc ấy đội hữu của ta nếu là thoáng ra sức một điểm, hoặc là đối phương đội ngũ như đều cùng vị này gọi, tung vân trực thượng, một cái trình độ, nói không chừng liền thật làm cho ta ngăn cơn sóng giữ thành công. Đại sư yên lặng gật đầu. Đại sư trò chơi của người ID là cái gì, cùng là bảy khu, lần sau chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tuổi trẻ đạo nhân nói. Đại sư đưa tay chỉ trên màn hình không ngừng bị ngược sát, tung vân trực thượng, nói, lão nạp trò chơi ID gọi tung vân trực thượng. Tuổi trẻ đạo nhân tay run một cái, điện thoại kém chút liền rơi trên mặt đất đây là cái này tung vân trực thượng, tuổi trẻ đạo nhân hỏi. Đại sư lộ ra một cái nụ cười từ ái, phun ra một chữ, duyên. Tuổi trẻ đạo nhân kém chút sẽ khóc. Mẹ nó, tốt xấu hổ. Phật môn duyên thật đáng sợ. Giang tử yên móc ra một bộ thẻ bài, cửu châu nhất hào quần, đạo hiếu tăng thêm mấy vị bên cạnh tụ tới được đạo hiếu, bắt đầu ván đầu tiên lang nhân sát trò chơi. Vũ nhu tử quỳ gối chỗ ngồi của mình, quay người tiến tới chơi game. Tống Thư Hàng không có chơi qua trò chơi này, tại là chuẩn bị đứng ngoài quan sát nhất cục, tìm hiểu một chút quy tắc trò chơi. Đang lúc lúc này, hắn tâm khiếu hạch tâm thế giới khẽ chấn động. Hạch tâm thế giới hoàn thành giai đoạn thứ nhất khuếch trương. Tống Thư Hàng vội vàng tâm thần chìm vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới diện tích lại làm lớn ra một số, chỉ là bởi vì cửu u tà năng không đủ, khuếch trương diện tích không tính lớn. Bất quá diện tích phương diện không cần lo lắng chỉ cần cửu u tà năng năng lượng đuổi theo liền có thể tiếp tục mở rộng mặt khác lần này hạch tâm thế giới khuếch trương bên trong tại hoạt tuyền bên cạnh xuất hiện một mảnh điền viên không phải hạch tâm thế giới thảo nguyên mà là một mảnh có quy mô điền viên đây là dùng để gieo trồng đồ vật dùng sao tống thư hàng trong lòng hơi động nói đến hắn thật đúng là có cái gì có thể gieo trồng trước đây không lâu hắn từ tiên nông tông mua sắm một nhóm linh thực nguyên bản chuẩn bị dùng để tắm thuốc. Nhưng hắn thăng cấp quá nhanh, về sau lại lấy được hữu hiệu hơn, Long Ma dược tề, những thuốc này tắm dùng linh thực vẫn không có phát huy được tác dụng. Tống thư hàng từ đó chọn lựa một số còn có hoạt tính linh thực, chuẩn bị đưa chúng nó trồng vào hạch tâm thế giới. Nhưng bởi vì quá bận rộn, hắn một mực không có thời gian cấy ghép linh thực. Một phương diện khác, hắn cũng không có trồng qua linh thực, cũng không biết muốn làm sao loại. Ngoại trừ linh thực bên ngoài, tiên nông tông chính nước còn đưa hắn một cái, thất hoàng diệu quả, hạt giống. Chỉ câu tống thư hàng tại chém giết công tử hải phía sau thông báo cho bọn hắn tiên nông tông một tiếng, để bọn hắn trong lòng hận ý có thể được đến làm dịu. Hạt giống này là bảo vật, hắn bồi dưỡng được thất hoàng diệu quả có thể giải trừ thiên kiếp tổn thương, càng là độ kiếp thánh dược. Những này linh thực, có thể trực tiếp trồng vào điền viên sao? Tống thư hàng lên tiếng nói. Lúc này, đại hải quy xuất hiện tại hắn bên cạnh đây chính là người chuyên môn thế giới thăng cấp sau khuếch trương đi ra địa bàn. Nơi này nhìn qua là phiến dược viên, bất quá ngươi nếu muốn gieo trồng đồ vật, tốt nhất lại cho mảnh này dược điền thi điểm phi. Đại Hải Quy nói, Quy tiền bối sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng hỏi, thế giới của ngươi đột nhiên chấn động, ta nguyên bản đang ngủ, quả thực là bị đánh thức. Lục tu tiên tử vẫn còn đang đánh tạo pháp khí, ta không tốt quấy giày nàng, đành phải đi ra dạo chơi. Đại Hải Quy nói, Tống Thư Hàng, tiền bối kia, phân bón lời nói ta muốn từ chỗ nào làm. Vọng Thiên, đề tài này không nên hỏi ta. Đại Hải Quy nói cũng không thể để nó đi ị cho Tống Thư Hàng khi phân bón A. Đúng rồi, người bây giờ đang làm gì? Ta có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đại Hải Quy lại nói. Tống Thư Hàng trả lời, ta chuẩn bị nghe tạo hóa tiền bối bắt đầu diễn sướng hội, buổi hòa nhạc còn có một hồi bắt đầu. Đại Hải Quy, nha! buổi hòa nhạc, chính là biểu diễn ca khiêu vũ đúng không? Vậy ta cùng ngươi ra ngoài cùng một chỗ nhìn xem. Vậy ta mang tiền bối ra ngoài, Tống Thư Hàng tâm thần trở về. Khi hắn tâm thần trở về thời điểm, liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Tống tiền bối, ngươi nhìn chằm chằm ta chân nhìn quá lâu a à, ta rất không được tự nhiên. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, mươi 1276, các ngươi quá ngây thơ rồi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không có ý tứ, thất thần. Lời mới vừa nói ra miệng, Tống Thư Hàng cũng cảm giác không đúng. Lời này có nghĩa khác. Đừng không được tự nhiên, vũ nhu tử, tự tin điểm, chân dài người kiêu ngạo. Dài như vậy chân, Thư Hàng thân là nam nhân nhìn mê mẩn, thất thần là chuyện rất bình thường. Một bên đậu đậu lên tiếng nói. Vọng Thiên, đậu đậu ngươi giảng giải cần như thế kịp thời sao? Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn vốn định lại vì bản thân giải thích một chút, nhưng đậu đậu vừa xen vào, hắn phảng phất như là bùn đất ba tiến vào đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Tiếp xuống vô luận hắn giải thích thế nào, đều sẽ cho người ta một loại rảo biện cảm giác. Ta cũng không có không tự tin á, Vũ Nhu tử hì hì cười nói, nàng lắc lắc bản thân chân nhỏ, bất quá, tống tiền bối còn là lần đầu tiên nhìn chằm chằm ta chân nhìn. Bởi vì hắn trước kia thẩm mỹ quan có vấn đề. Đậu Đậu nói, thư hàng trước kia vẫn cho rằng nữ nhân chân không có gì đẹp mắt, hắn cho rằng chân thứ này nam nhân bản thân cũng có, nữ nhân chân bất quá trắng hơn dài hơn điểm, cho nên hắn trước kia một mực không thể nào hiểu được hắn bạn cùng phòng chân khống thuộc tính. Tống thư hàng ăn nhiều một cá voi, ngọa thảo, người đây làm sao biết? Loại sự tình này hắn chưa từng cùng Đậu Đậu nhắc qua a. À? Đậu Đậu cũng có độc tâm thuật. Không đúng, việc này hắn trước kia thậm chí chưa từng tại Đậu Đậu trước mặt nghĩ tới a. À? Lần trước điện ảnh thời điểm, ta nghe người bạn cùng phòng nói chuyện trời đất nhắc qua. Ha ha, bạn cùng phòng của ngươi đối một đầu đáng yêu tiểu Pekinzis thiếu khuyết đầy đủ cảnh giác, ta ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ liền nghe đến. Đậu đậu dương dương đắc y nói. ba tống tiền bối người ý nghĩ trước kia rất nguy hiểm đâu, còn tốt ngươi không có đổi thành khống nam nhân chân. Giang tử yên che miệng cười khẽ, trong con người tử sắc quang mang lấp lóe, để cho nàng nhìn đặc biệt hỏng. Tống thư hàng, tử yên sư tỷ, không gọi bá tống tiền bối, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Không gọi bá tống tiền bối, chẳng lẽ muốn đem chữ thứ nhất dùng thanh âm run rẩy niệm hai lần, lại để đi ra. Giang tử yên cười xấu xa nói. Cái thứ nhất thánh hào chữ run rẩy niệm hai lần, đây là cái gì ngạnh sao? Vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Đậu đậu, việc này vũ nhu tử ngươi không biết. Thư hàng thánh danh chữ thứ nhất run rẩy niệm đi ra, chính là bá bá tống, đặc biệt có thú. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ta không có con trai như người vậy, đậu đậu. Đậu đậu, a à, ngọa thảo, bá tống, ta và ngươi liều mạng. Đậu đậu bay nhào đi lên, cắn một cái tại Tống Thư Hàng trên cánh tay. Bỏ mồm, dựa vào, nhanh bỏ mồm, nếu không ta vận chuyển cương thủ băng ngươi một thanh nha a, à, ta đếm tới năm, không bỏ mồm ta liền không khách khí a. À. Tống Thư Hàng kêu lên, hắn dùng sức vung vẩy cánh tay, đậu đậu lại gắt gao cắn cánh tay của hắn, chết đều không bỏ mồm hắn theo tống thư hàng cánh tay vung vẩy, trên dưới vung vẩy. Thì ra là thế, là ba ba, hải âm nha. Vũ nhu tử nheo mắt lại, nở nụ cười. Nàng nhớ tới một kiện khả năng. Nếu như nàng một ngày kia có cơ hội tấn thăng bát phẩm, lấy cái hải âm thánh hào vì, mụ mụ, hải âm, tỉ như ma ma tiên tử, mạ mạ tử loại hình, người khác vừa gọi nàng thánh hào liền bị chiếm tiện nghi. Không nên không nên, cái này quá tác tử, giá quá lớn. Cái này chết vẫn là không cần làm tốt. Vũ Nhu tử ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện thú vị, làm cái đại tin tức. Bất quá nàng đang làm đại tin tức trước, sẽ xem xét làm xong đại tin tức sau có thể muốn trả ra đại giới. Đó là cái thói quen tốt, để cho nàng tổng là có thể khắc chế bản thân, sẽ không làm ra quá mức sự kiện lớn. Một bên khác, Tống thư hàng thật vất vả đem đậu đậu từ trên cánh tay bỏ rơi. Đồng thời, hắn đang diễn sướng hội hội trường nhìn một vòng buổi hòa nhạc hội trường đều đã trải qua ngồi đầy người, tạo hóa tiền bối thật sự chuẩn bị tại xế chiều lúc 4 giờ mới mở hát. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác tạo hóa Pháp Vương có thể sẽ làm cái đại tin tức. Bởi vì, rất nhiều người tới tham gia buổi hòa nhạc thời điểm đều chuẩn bị một bộ cường lực nút tai, tỷ như Giang Tử Yên sư tỷ liền chuẩn bị một chút đeo lên đến liền có thể có được, đâm thủng màng nhĩ, hiệu quả nút tai. Nếu như tạo hóa pháp vương tại xế chiều 4 giờ đúng giờ mở hát, đến lúc đó đoàn người đều lấy ra nút tai một mang, thích ca mâu ni buổi hòa nhạc hiệu quả chẳng phải là muốn yếu bớt rất nhiều. Cho nên, tạo hóa pháp vương có thể hay không làm tập kích, đột nhiên sớm mở hát. Hắn cũng liền nghĩ như vậy thời điểm, buổi hòa nhạc trên võ đài, đột nhiên có tám đạo cột sáng sáng lên sau đó, toàn bộ hội trường ánh đèn bị quan bế. Hội trường vốn là ở vào một cái bịt kín trong không gian, ánh đèn quan bế phía sau hiện trường một vùng tăm tối, chỉ còn lại buổi hòa nhạc trên võ đài tám đạo cột sáng. Vọng thiên, tạo hóa tiền bối thật sự muốn làm tập kích. Tống thư hàng luống cuống tay chân đi sờ nút tai. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, đem, đại hải quy, từ hạch tâm thế giới triệu hoán đi ra. Quy tiền bối nói qua muốn nghe buổi hòa nhạc, vừa rồi chỉ nhớ rõ cùng vũ nhu tử các nàng nói chuyện phiếm trong lúc nhất thời quên đem quy tiền bối mang ra ngoài bất quá thời gian thượng vừa vặn tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc bắt đầu quy tiền bối sẽ không bỏ qua cái này thịnh đại biểu diễn nha ta đều cho là ngươi muốn đem ta quên rồi đại hải quy nói tống thư hàng ha ha quy tiền bối buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu thời gian vừa vặn đương 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 nặng nề kim thiết giao tiếp tiếng vang lên sau đó, cột sáng ngay phía trên xuất hiện 8 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, hẳn là tạo hóa pháp vương luyện chế ra tới pháp khí. À, buổi hòa nhạc thời gian còn chưa có bắt đầu ha? Không phải nói 4 giờ mới bắt đầu sao? Có lẽ là diễn thử ha? 4 giờ còn chưa tới, còn có rất nhiều người đang đuổi tới được trên đường, buổi hòa nhạc không có khả năng sớm như vậy bắt đầu. Ta nghe nói, cỡ lớn buổi hòa nhạc cũng còn cần điều chỉnh ánh đèn loại hình tạo hóa đạo hữu gần nhất tại âm nhạc giới lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Lần này mặc dù là ngoài định mức cho chúng ta những người này mở một lần cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, nhưng điều chỉnh ánh đèn loại hình sự tình tất không thể tiểu. Còn có các loại âm hưởng thiết bị, điện tử khí giới đều muốn sớm chuẩn bị cho tốt, buổi hòa nhạc cũng không có đơn giản như vậy. Từng cái an ủi thanh âm vang lên. Đám người nghe đến mấy cái này an ủi thanh âm lúc, cảm giác rất có đạo lý. Buổi hòa nhạc 4 giờ mới bắt đầu, tại bắt đầu trước điều chỉnh một chút ánh đèn, điều chỉnh một chút âm hưởng thiết bị loại hình, đều rất bình thường nha. Lúc này, Tống Thư Hàng đã thật nhanh đem nút tai nhét vào trong lỗ tai. Bên tai tắc đeo lên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác thế giới của mình một mảnh thanh tính. Thanh âm gì đều nghe không được. Hồ Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tạo hóa pháp phương tiếng ca đối với hắn mà nói chính là, hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất sơn cương, không cách nào lại hát vang đến hắn. Ha 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 ha. Đông 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 đông. Liên tiếp tiếng vang, buổi hòa nhạc trên võ đài cột sáng càng phát ra sáng lên. Tại trong cột ánh sáng, xuất hiện tám đạo thân ảnh. Bên trái bốn cái trong cột ánh sáng thân ảnh, lấy kẻ hủy diệt ra sân tư thế, nửa ngồi tại đất. Bên phải bốn cái trong cột ánh sáng thân ảnh, lấy người suy tư tư thế một tay chống cằm. Mỗi một đạo thân ảnh đều để trần thân trên, trên người bọn họ cơ bắp khối khối hở ra, tràn đầy cương tính vẻ đẹp đợi chút nữa có phải hay không ta nhìn lầm tám cái tạo hóa pháp phương tống thư hàng mở to hai mắt nhìn trong cột ánh sáng tám cái thân ảnh toàn bộ đều là tạo hóa tiền bối phân thân thuật khôi lỗi thuật kính tượng bất kể là cái gì thuật một cái tạo hóa pháp phương đã có thể tặng người thượng thiên tám cái tạo hóa pháp phương đủ để diệt thế a à. bất quá tám cái tạo hóa pháp phương hiện thân phía sau cũng không có mở hát bọn hắn chỉ là duy trì lấy cái tư thế này không nhúc nhích. Một lát sau, cột sáng ảm đạm xuống, tám cái tạo hóa pháp vương biến mất không thấy gì nữa. Xem ra thật là tại điều chỉnh thử ánh đèn, có chút đã đem nút tai lấy ra, đặt ở bên tai chuẩn bị sẵn sàng đạo hiếu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giờ nút tai tay cũng buông xuống. Bất quá vừa rồi tám cái tạo hóa pháp vương là chuyện gì xảy ra. Còn có người có chút bận tâm nắm vuốt tai của mình tác chỉ là một bộ nút tai, có thể phòng được tạo hóa pháp phương nhân 8 tiếng cao uy lực sao? Trong lòng bọn họ có chút bất an. Đây là một loại khoa học kỹ thuật đi, hẳn là 3D hình ảnh loại hình. Ta trước kia gặp qua song tương tự kỹ thuật, bất quá vẫn chưa hoàn thiện. Lần này tạo hóa pháp phương dùng máy chiếu 3D kỹ thuật đã rất hoàn thiện, 8 cái tạo hóa vương nhìn qua đều sinh động như thật. Có đạo hữu lên tiếng nói: Nếu như là khoa học kỹ thuật hình chiếu lời nói cái kia còn tốt, Ta liền sở tạo hóa pháp phương gom góp 8 cái phân thân, triệu hoán Thần Long. Có đạo hữu nói: "8 cái phân thân cũng không tốt làm, trừ phi là khôi lỗi phân thân." Nhưng khôi lỗi phân thân lời nói cũng không phải bản thể, coi như mở hát cũng không có bản thể tiếng ca lực sát thương, không cần lo lắng." Có đạo hữu nói. Đang khi nói chuyện, trên võ đài lại một đường cột sáng sáng lên. Lần này cột sáng so trước đó càng thô, lớn hơn. Trong cột ánh sáng, có vô số hạt ánh sáng hiển hiện. Hạt ánh sáng tán đi, sau đó, một thân màu trắng tiểu âu phục, tóc dài phiêu giật tạo hóa pháp phương hiện thân. Hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhắm nửa con mắt, nâng lên hai tay. Hội trường tất cả đạo hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, không tự chủ được tiếp cận tạo hóa pháp phương. Tạo hóa đạo hữu ra sân lúc hạt ánh sáng, là một loại đơn giản pháp thuật, khả năng hấp dẫn mọi người lực chú ý, thuộc về mị hoặc hệ pháp thuật một cái truyền âm nhập mật thanh âm xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Là cổ hồ quan chân quân thanh âm. Tống Thư Hàng lặng lẽ nhìn liếc chung quanh. Ngoại trừ vũ nhu tử cô nương cùng lưu kiếm nhất bên ngoài, cơ hắn mấy vị cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đều đã trải qua nhét nút tai. Quả nhiên đều là người một nhà, đoàn người đều đoán được tạo hóa pháp phương tâm tư. Vũ nhu tử cô nương không có mang nút tai, là bởi vì nàng cùng Tạo Hóa Pháp Vương đang thưởng thức âm nhạc phương diện ở vào cùng một cái kênh, nàng là thật tâm cảm giác Tạo Hóa Pháp phương tiếng ca êm tai, dễ nghe. Đến mức lưu kiếm nhất sư huynh, có lẽ là lười mang nút tai. Lại có lẽ là bởi vì trở ngại Vũ Nhu tử mặt mũi. Lúc này, Tạo Hóa Pháp Vương vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, một trận vui sướng nhạc khí nhạc đệm tiếng vang lên tạo hóa pháp vương nhanh chân hướng về phía trước đạp đi, ánh đèn hội tụ ở trên người hắn. Tại hắn hành tàu thời điểm, trên người hắn trang phục biến hóa. Từng đợt điểm sáng hội tụ, tiêu tán. Sau đó, vẻn vẹn mặc một đầu quần ra tạo hóa pháp vương, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn, thêm một cái màu bạc microphone. Có gió thổi lên, tạo hóa pháp vương tóc dài theo gió bay lên. Ready, go, tạo hóa pháp vương dùng sức phất tay. Sau lưng hắn, tám đạo cột sáng lần nữa sáng lên. Trước đó biến mất tám cái tạo hóa pháp phương lần nữa hiện thân. Trong tay bọn họ cũng toàn bộ thêm một cái ngân sắc microphone Chương 1277. A, à, thiên lại tri âm. Trời ạ, à, là tạo hóa pháp phương. Tống thư hàng không khỏi nhéo nhéo tai của mình tắc, cái đồ chơi này có thể hữu hiệu sao? Mở màn đặc hiệu không tệ lắm, Người làm gì muốn mang theo nút tai? Đại Hải Quy nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, truyền âm nhập mật hỏi. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị đem Diệp Tư từ Hạch Tâm Thế Giới Trung chuyển rời đi ra. Nghe được Quy Tiền bối vấn đề phía sau hắn trả lời, bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca lực trùng kích so sánh lớn, thực lực của ta không đủ, không chịu nổi loại này tiếng ca trùng kích, cho nên ra cái nút tai hòa hoãn một chút. Vậy ngươi chạy tới nghe cái gì buổi hòa nhạc, tự tìm khổ ăn, Đại Hải Quy trong lòng có dự cảm không tốt. Tống Thư Hàng trả lời, bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca còn có, phá tâm ma, hiệu quả, ta linh quỷ, đệ tử, yêu sủng đều trong lòng ma kiếp trạng thái bên trong, cho nên dẫn các nàng tới nghe một chút ca, nhìn xem có thể hay không đưa các nàng tâm ma kiếp phá vỡ. Đang khi nói chuyện, buổi hòa nhạc trên võ đài tạo hóa Pháp Phương đã mở miệng nói. Ca khúc thứ nhất thất sát ca, hiến cho ta thân ái nhất mọi người. Tới đi, không cần đắm chìm trong quá khứ cổ xưa mục nát âm nhạc bên trong, đi theo ta tiếng ca, bước vào tiếng ca địa ngục đi. Tạo hóa pháp phương lớn tiếng reo hò nói. Cồm bạo guitar phối âm vang lên. Sát, 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 tạo hóa pháp phương hét lớn, mỗi một cái chữ sát, tạo hóa pháp phương đều là dùng linh hồn đang reo hò, kêu cuống họng đều phá tiếng cái chủng loại kia. Mỗi một cái, sát, chứ từ tạo hóa pháp phương trong miệng đụng tới lúc, thì có tầng một mắt trần có thể thấy sóng âm phun ra đến, liên tiếp, sát chữ, càng là tạo thành đạn hạt nhân sóng xung kích. Cùng thời khắc đó, tám cái cột sáng, bên trong tạo hóa pháp vương thả người nhảy lên, chạy tới phi hành khí bên trên. Phi hành khí mang theo tám cái tạo hóa pháp vương trùng thiên mà lên, xoay quanh một vòng, hình khuyên lấy toàn bộ buổi hòa nhạc. Sau một khắc, tám cái tạo hóa pháp vương, đồng thời mở miệng nói, sát, 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 sát. Cái này cái thích ca mâu ni phân thân, phảng phất như là ampli, lại phảng phất là loa phóng thanh tiếng ca của bọn họ từ bốn phương tám hướng truyền lại mở ra sóng âm tràn ngập toàn bộ phong bế thức buổi hòa nhạc hiện trường chân lập thể vần quanh âm có một ít còn không có mang nút tai tu sĩ liền câu đầu tiên tiếng ca đều không có gánh vác thân thể bọn họ như nhũn ra không cách nào động đậy bọn hắn thậm chí ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không kịp phát ra nay lúc trong đầu của bọn họ không còn bất kỳ ý nghĩ chỉ có một cái, sát, chữ đang không ngừng xoay quanh. Mỗi lần, tạo hóa pháp phương một cái, sát, chữ hát xong phía sau thân thể của bọn hắn liền cùng bị ném tới bên bờ cá đồng dạng, bật lên một lần. Sát, không có mang nút tai chúng tu sĩ thân thể có tiết tấu bật lên. Sát, thân thể của bọn hắn lần nữa có tiết tấu búng ra. Sát, tiếp tục bắn ra. Lòng vòng như vậy, buổi hòa nhạc hiện trường xuất hiện quỷ dị hình ảnh. Đồng thời, hàng thứ nhất không có mang nút tai lưu kiếm nhất, đã trước tiên ngã hoạt tại vị đưa bên trên, miệng sùi bọt mép, tiếp cận hôn mê. Nhưng là, lưu kiếm nhất trong ánh mắt cũng lộ ra hạnh phúc thần sắc. Thật sự là hắn là lười mang nút tai. Mặt khác, hắn cũng không kháng cự tạo hóa pháp phương tiếng ca. Lưu kiếm nhất cũng không thể giống vũ nhu tử như thế miễn dịch tạo hóa pháp phương tiếng ca, nhưng là hắn nguyện ý tiếp nhận lắng nghe tạo hóa pháp phương tiếng ca hậu quả, Tạo hóa pháp phương tiếng ca có thể khiến người ta toàn thân suy yếu, không nhúc nhích, sụi lơ trên mặt đất nhưng cái này chính là lưu kiếm nhất tha thiết ước mơ trạng thái. Toàn thân suy yếu liền đại biểu cho hắn không cần động, không cần tiêu hao năng lượng, hắn có thể quang minh chính đại nằm nghỉ ngơi. Thật tuyệt, 32 cái tán. Toàn thân hư như cảm giác, toàn thân không nhúc nhích, có thể không cần tiêu hao năng lượng cảm giác. Thậm chí khi hắn ý thức bắt đầu lúc hôn mê, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ý thức hôn mê đại biểu cho một sự kiện hắn có thể liền nghĩ đều lười cần nghĩ. Cùng ở tại hàng thứ nhất đại hải quy, thân thể đồng dạng hung hăng run rẩy một chút. Bài hát này tiếng lực trùng kích quá mức kinh khủng, liền ngay cả hắn cửu phẩm cấp thân thể đều chịu ảnh hưởng. Hắn theo bản năng liền đem đầu lùi về mai rùa nó mai rùa cùng phổ thông rùa biển khác biệt, đi qua cải tạo, có thể bảo hộ toàn thân của nó nhưng sau một khắc, hắn liền hối hận rồi. Này lúc, nó mai rùa thành một thanh âm cộng hưởng khí, theo tiếng ca đang chấn động. Dĩ vãng có thể thủ hộ hắn, bảo hộ hắn không bị thương tổn mai rùa, lần này lại thành tạo hóa pháp phương tiếng ca đồng lõa, cho nó chủ nhân tạo thành gấp đôi tổn thương. Đại hải quy cảm giác toàn thân bất lực, tứ chi như nhũn ra. Tống, tống, thư hàng, ta không được, cái này buổi hòa nhạc quá nguy hiểm, thu ta về hạch tâm thế giới. Đại hải quy kêu lên. Nhưng này lúc, tống thư hàng căn bản không còn khí lực quản quy tiền bối. Hắn vừa đem diệp tư từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra lúc, tạo hóa tiền bối tiếng ca liền mở miệng nói. Nút tai, không cách nào ngăn cản tạo hóa pháp phương tiếng ca. Tạo hóa tiền bối tiếng ca, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông, tiến vào thân thể của hắn, tiến vào đầu óc của hắn, tiến vào linh hồn của hắn. Đây mới thực là tiếng ca phong bạo linh hồn ca vương mở hát, mời dùng linh hồn lắng nghe cái kia mỹ diệu địa ngục thanh âm. Nút tai tác dụng, chỉ là đem đoàn người, tử kỳ, sau này chỉ hoãn một chút nhỏ. Toàn trường duy nhất không thụ ảnh hưởng người, chỉ có một cái. Vũ nhu tử cô nương hưng phấn huy động cánh tay, nàng tay trái giơ một cái tự chụp đòn khiêng, đang tiến hành, linh hồn ca vương tử vong địa ngục buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp, nàng trực tiếp thời gian cái kia mấy trăm sổ ti, đang tiếp nhận như địa ngục tiếng ca tẩy lễ. Vũ Nhu Tử cô nương tay phải dùng sức quơ một đầu huỳnh quang bổng, trong miệng của nàng đi theo tạo hóa pháp phương tiếng ca đang lớn tiếng hát sát 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 sát. Nói thật, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải một màn trước mắt, đến cùng là Vũ Nhu Tử thần kinh quá lớn. Vẫn là nàng thính giác khí quan không giống bình thường. Hoặc là lỗ tai của nàng tự mang loại bỏ công năng, tại mọi người trong tai nghe tàn bạo vô cùng tạo hóa pháp phương tiếng ca, tại Vũ Nhu Tử trong tai lại bị loại bỏ thành thiên lại chi âm mà ngoại trừ vũ nhu tử người trực tiếp bên ngoài, tạo hóa pháp phương còn an bài một lần chính thức trực tiếp. Hắn hiện tại thế nhưng là toàn cầu có được hơn 1.000 vạn fan hâm mộ nam nhân, hắn tại một số nhân khẩu đông đảo quốc độ, một lần trực tiếp liền có thể có được 2-30 vạn fan hâm mộ đến đây nghe buổi hòa nhạc. Hắn cái này trực tiếp vừa mở, liền sẽ có gần ngàn vạn oai quốc người nguyện ý thượng tuyến lắng nghe địa ngục giết người thanh âm. Oai quốc ít người cũng không phải là không có lý do sát sát sát, bất trung người, sát sát sát, bất hiếu người, sát sát sát, tạo hóa pháp vương tiếp tục gầm rú. Lần này, hắn tám cái phân thân cùng hắn đồng bộ, bắt đầu gầm rú, sát sát sát. Chín lần tổn thương, kèm theo bạo kích uy lực. Tống thư hàng khóe miệng đã có bọt mép xuất hiện, bên người đậu đậu đã trổng vó, hai mắt trắng dã. Sau lưng cổ hồ quan chân quân, thông huyền đại sư cũng đều sắc mặt khó coi. Giang Tử Yên, đánh giá thấp tạo hóa tiền bối tiếng cao uy lực. Chín lần tổn thương, tạo hóa đạo hữu là không cho chúng ta lưu đường sống. Ta lựa chọn cẩu, đái. Tạo hóa tiền bối lần này là muốn đuổi tận sát Việt a. Chết rồi, phải chết tai của ta tác đã tiếp theo không được, muốn băng rơi mất. Có người hay không có dư thừa nút tai, ta bên này cũng cần viện trợ. Sát 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 ha ha ha, ha tất cả mọi người muốn chết trước mặt đạo hữu đã điên rồi, sát 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 sát. Địa ngục, ta thấy được địa ngục lối vào. Trung quanh, mang theo cường lực nút tay các tu sĩ, dùng truyền âm nhập mật công năng phát ra nội tâm rên rỉ. Lúc này có người hỏi, tâm ma kiếp có biến hóa không? Có hay không bị phá đi? Tống Thư Hàng lập tức cúi đầu nhìn về phía Diệp Tư, thông nương cùng tiểu thải. Thông nương cùng tiểu thải thân thể không ngừng run rẩy miệng sùi bọt mép hai người bọn họ tu vi thấp nhất, lại thêm là hàng thứ nhất, nhận tiếng ca ảnh hưởng cũng lớn nhất. Diệp Tư vẫn là bình tĩnh nằm tại cái kia, không nhúc nhích, tạm thời không có nhận tiếng ca ảnh hưởng bộ dáng. Tạo hóa pháp phương tiếng ca, thật sự hữu hiệu sao? Chính suy tư tế, Tống Thư Hàng cảm giác trong túi áo truyền đến một trận chấn động tiếng. Hắn mở ra điện thoại xem xét, là cái xa lạ điện thoại. Mặt khác, phía dưới còn có cái ghi chú, này điện thoại đã bị 168 người tiêu ký vì lừa dối điện thoại. Ha ha ha, là lừa dối điện thoại. Ca môn, người hôm nay là tự tìm đường chết. Tống Thư Hàng không chút do dự nhấn xuống, nghe cái nút. Trong điện thoại di động truyền ra một thanh âm, uy, ngài khỏe chứ, xin hỏi là 18x điện thoại chủ máy hả? À? chúc mừng ngươi. ngươi thu được yêu ta đại thế giới tiết mục bên ngoài sân rút thưởng may mắn dãy số, chúng thưởng kim ngạch vì 30 vạn, À à à à, 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 lỗ tai của ta huệ huệ đầu hàng, ta đầu hàng, xin bỏ qua cho ta đi ha ha ha, sát sát sát, sát sát sát. Đáng tiếc cái thanh âm này Tống Thư Hàng nghe không được, thật sự là tiếc nuối. Nửa ngày, cú điện thoại này đều không có bị cúp máy. Xem ra đối phương là đã hôn mê. Tống Thư Hàng run rẩy đưa tay cúp xong điện thoại, thu hồi điện thoại. Hắn cảm giác mình cũng kém không nhiều đến cực hạn, hiện tại hắn choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn ói, bên miệng bọt mép không bị khống chế, chân có chút như nhũn ra. Huy thư hàng, người ở đâu? Lúc này, hắn bên tai lại vang lên một thanh âm. Là Bạch Tiền Bối thanh âm. Về Bạch Tiền Bối, ta đang nghe Tạo Hóa Tiền Bối buổi hòa nhạc, tiếp qua 30 giây sau đương cơ, mời ban đêm lại cùng ta liên hệ hệ. Tống thư hàng trả lời. Tạo Hóa, chính là lần trước ngươi nghe lúc đột nhiên bắt đầu ca hát cái kia. Ngươi chờ chút ta đến ngay bên cạnh ngươi nhìn xem. Lần trước hắn lạc sơn kê buổi hòa nhạc, ta bỏ qua, hôm nay cũng không thể lại bỏ lỡ. Bạch tiền bối nói. Sứt lời, sau một khắc hắn xuất hiện tại tống thư hàng bên người. Đây là bạch tiền bối hóa thân, hắn duy trì một loại chỉ có tống thư hàng có thể nhìn thấy trạng thái, rơi vào bên cạnh hắn. Đây chính là hiện trường bản tiếng ca sao, bạch tiền bối nói khẽ. Tống thư hàng, phải chết, phải chết lần trước trong điện thoại nghe hắn tiếng ca đơn giản lô cốt tràn đầy bạo tạc tính chất lực phá hoại không nghĩ tới hiện trường nghe thời điểm lại là loại này thiên lại chi âm bạch tiền bối nói tống thư hàng a à, a à, thiên lại chi âm bạch tiền bối rốt cục cũng bị hư sao hư là các người mới đúng các người thật không có thưởng thức đi ra bài hát này tiếng chỗ sâu ẩn chứa thiên lại chi âm sao xem ra ở đây duy nhất có thưởng thức năng lực chỉ có vị tiểu cô nương này Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng ngắm nhìn vũ nhu tử, thấy lại mắt bạch tiền bối. Quả nhiên, bạch tiền bối bị hư. chương 1278, tâm ma hình thái chuyển hóa. Không có hư lời nói, làm sao lại cảm giác tạo hóa pháp phương tiếng ca êm tai. Bạch tiền bối mở miệng nói. Tin hay không ngươi tiền bối ta rũi ra ngón tay giống bóp chết con kiến đồng dạng đưa ngươi bóp chết. Thanh âm của hắn trực tiếp xuyên thấu qua tống thư hàng nút tai, thậm chí vượt trên tạo hóa pháp phương tiếng ca chờ đã vừa rồi ta cùng bạch tiền bối ở giữa là tâm linh giao lưu Vọng thiên cùng đại lão ở giữa dụng tâm linh giao lưu tốt thua thiệt các đại lão đối với mình năng lực khống chế đặc biệt cao cường bọn hắn cùng ngươi tâm linh giao lưu lúc ngươi chỉ có thể nghe được bọn hắn muốn nói với ngươi lời nói nhưng một phương diện khác các đại lão lại có thể nghe được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì được rồi xem ra không cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi là sẽ không hiểu được bài hát này âm thanh bên trong thật thật ẩn chứa thiên lại chi âm. Bạch tiền bối nói, dứt lời, hắn rỗi ra ngón tay, hư điểm hướng Tống Thư Hàng, không nên phản kháng. Tống Thư Hàng lau đi bản thân khóe miệng bọt mép. Theo bạch tiền bối đối hắn cách không một chỉ, hắn cảm giác mình lỗ tai, ông, một tiếng, phảng phất trong lỗ tai có nước động bị dọn dẹp ra đi đồng dạng, không hiểu thoải mái. Loại cảm giác này, liền phảng phất lúc trước nhất phẩm lúc hắn nhĩ khiếu bị đả thông lúc cảm giác đồng dạng lấy xuống nút tai lại cẩn thận lắng nghe bạch tiền bối nói tống thư hàng nói lấy xuống nút tai phía sau ta có thể hay không lập tức bổ nhào nếu như là ta trước khi đến coi như ngươi không hái nút tai cũng cách bổ nhào không xa sớm nhào muộn nhào đều như thế lấy xuống còn có thể chết thống khoái điểm bạch tiền bối nói bạch tiền bối giảng quá có đạo lý Tống Thư Hàng cắn răng một cái, đưa tay hái đi nút tai. Bất hiếu người, sát sát sát, trên võ đài tạo hóa Pháp Vương dùng sức dậm chân, hai tay nắm lấy microphone, tiếng tê lực nghỉ gào thét. Mắt Trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Tuần lúc, sân khấu bốn phía cái kia tám vị tạo hóa Pháp Vương phân thân đồng bộ gầm rú, bất hiếu người. Sát sát sát, hiện trường đạo hữu một mảnh rên rỉ, coi như mang theo cường hóa nút tai, vẫn có một nửa trở lên người sống sót không cam lòng ngã xuống ánh mắt mê ly nhìn qua trên võ đài tạo hóa pháp vương thư hàng tiểu hữu người điên rồi làm sao lấy xuống nút tai rồi sau lưng cổ hồ quan chân quân truyền âm nói giang tử yên suy tư một lát nói có lẽ thư hàng tiểu hữu cách làm là đúng lấy xuống nút tai sau có thể chết thống khoái điểm đút lấy nút tai chúng ta chỉ là đem bị tiếng ca tra tấn thời gian kéo dài tự mình chuốc lấy cực khổ Lời tuy như thế, nhưng Giang Tử Yên các nàng cũng không có muốn lấy xuống nút tai ý nghĩ. Khi cửu châu nhất hào quần, mấy vị đạo hiếu, coi là Tống Thư Hàng lập tức liền muốn ngất đi thời điểm. Tống Thư Hàng trên mặt lại lộ ra quỷ dị biểu lộ. Trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Sau đó, trên mặt hắn biểu lộ biến hỏa hoãn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn có chút đóng lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Cổ hồ quan chân quân nghi ngờ nói. Thông huyền đại sư chỉ chỉ đầu óc, sau đó nhún vai đại sư ý là, có phải hay không là đầu óc nhận trùng kích quá lớn, bị tiếng ca chơi hỏng rồi. Bị tẩy não rồi, điên rồi, Giang Tử Yên hỏi. Thì ra là thế, đây chính là thiên lại chi âm A. Tống Thư Hàng lên tiếng nói ra. Tạo hóa pháp phương điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, ẩn giấu đi âm thanh thiên nhiên. Tiền bối đối hắn cách không một chỉ, để lỗ tai của hắn lắng nghe đến ngày này lại thanh âm. Ngày này lại thanh âm cũng không phải là tạo hóa pháp vương gào thét, mà là hắn lớn tiếng gào thét dưới, ẩn tàng một cái êm tai đến không cách nào hình dung thanh âm đang vì hắn nhạc đệm. Thanh âm kia đơn giản hoàn mỹ, Tống thư hàng vắt hết óc đều không thể tưởng tượng ra thích hợp từ đi hình dung thanh âm này. Chỉ có thể nói, thanh âm này chính là nhất cực hạn nghe nhìn hưởng thụ. Liền phảng phất ngươi trong sa mạc bò, khát nước đến cực điểm, sắp chết khát thời điểm, có một chén thanh thủy xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Lại phảng phất ngươi tại đói khát tới cực điểm lúc, có một mảnh thơm ngào ngạt bánh mì đặt ở trước mặt ngươi. Ngày này lại thanh âm liền mang theo như thế một loại, cực hạn, hưởng thụ. Sát 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 bất nhân bất nghĩa người, đều có thể sát. Tạo hóa pháp phương hát đến cả bài hát tiếp cận nhất cao địa phương, thanh âm bắt đầu tăng lên. Mà hắn trong tiếng ca ẩn giấu cái kia thanh âm dễ nghe, đồng dạng tùy theo đề cao thanh tuyến. Tống Thư Hàng trên người nổi ra gà đều đi ra, bài hát này tiếng khỏe nghe được bạo tạc. Tống Thư Hàng nhịn không được đi theo quát nhẹ, sát 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 bất nhân bất nghĩa người, đều có thể sát, sát sát sát. Quát nhẹ vài câu phía sau hắn lại phát hiện loại này nhẹ nhàng đi theo uống phương thức, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn này lúc tâm tình của hắn. Cho nên, Tống Thư Hàng không tự chủ được vung vẩy hai tay. Hắn lớn tiếng phóng thích giọng hát của mình, sát 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 nghịch thiên người đứng chết quỳ cũng chết. Tại tống thư hàng bên người vũ nhu tử nhãn tình sáng lên, sát 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 nghịch thiên người đứng chết quỷ cũng chết. Tống tiền bối, nhất bổng nàng liền biết tống tiền bối không giống bình thường, khẳng định cũng có thể thưởng thức tạo hóa tiền bối tiếng ca mị lực. Trên võ đài, tạo hóa pháp phương ánh mắt chú ý đến vũ nhu tử cùng tống thư hàng, trong mắt của hắn lộ ra một loại cảm động, sát 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 nghịch thiên người đứng chết quỷ cũng chết. Tống thư hàng tiểu hữu cùng vũ nhu tử tiểu hữu không hổ là hắn tử trung phấn, cửu châu nhất hào quần, bên trong, Tống Thư Hàng tiểu hữu là cái thứ nhất đáp ứng nghe hắn hát xong một khúc hoàn chỉnh tiếng ca đạo hữu Về sau, hắn ca khúc mới Tống Thư Hàng tiểu hữu đều sẽ lặng lẽ luyện tập, biểu diễn. Vũ Nhu Tử tiểu hữu liền không cần phải nói, từ nghe hắn ca hậu, Vũ Nhu Tử tiểu hữu ngay tại các nơi truyền bá hắn âm nhạc. Có dạng này mê ca nhạc, tạo hóa pháp phương cực kỳ cảm động. Hai vị này là chân chính có thể thưởng thức hắn giọng hát đạo hữu cùng những cái kia, truy cầu địa ngục tiếng ca, hy vọng thông qua tiếng ca thể nghiệm tử vong, người bình thường khác biệt, tống thư hàng tiểu hữu cùng vũ nhu tử tiểu hữu là chân chính có thể hiểu được hắn tiếng ca mỹ diệu tồn tại. Ta muốn vì hai người các ngươi mỗi người viết một ca khúc. Tạo hóa pháp phương thầm nghĩ trong lòng. Cổ hồ quan chân quân, thư hàng tiểu hữu bị hư. Giang tử yên, triệt để bị hư. Đậu đậu giấy ruộng lấy trở mình, nhưng là, bị hư sau. Vì cái gì liền có thể miễn dịch tạo hóa pháp phương tiếng ca? Cái này không tu chân. Có lẽ là trong đầu có gần hư mất phía sau liền có thể không nhận tiếng ca ảnh hưởng. Cũng có thể là là lỗ tai của hắn đã hoàn toàn nghe không được thanh âm. Nói không chừng, là đã thức tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính. Ta phải chết, chết chết rồi. Ta còn không thể chết, ta muốn nhìn lấy đồ nhi của ta có phải hay không từ tâm ma kiếp bên trong khôi phục lại, nếu không ta chết không nhắm mắt không ít tu sĩ trong lòng hơi động. Đúng a, à, bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới tham gia tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, cũng không phải thật sự tới nghe ca thụ ngược đái, bọn hắn có thân bằng hảo hiếu, sư huynh muội, sư tỷ đệ, đệ tử loại hình tại độ tâm ma kiếp. Bọn hắn muốn đến xem tạo hóa pháp phương tiếng ca là có hay không có xua tan tâm ma hiệu quả đến. Mà lúc này, theo tạo hóa pháp phương tiếng ca hát đến cao nhất ngang một đoạn, hắn trong tiếng ca bổ sung thiên lại chi âm đồng dạng bạo hưởng. Sau đó, những cái kia bên trong tâm ma kiếp tu sĩ bên trong, có người thân thể bắt đầu run rẩy lên. Mà lúc này, có một vị lâm vào tâm ma kiếp tu sĩ đột nhiên lớn tiếng rên rỉ, sát sát sát, nghịch thiên người đứng chết quỷ cũng chết. Không không không, không cần giết, không cần. Đầu hàng, ta đầu hàng đầu hàng không giết bên cạnh cũng có cái xa vào đến tâm ma kiếp tu sĩ, dùng thanh âm rên rỉ nói. Mang ta rời đi nơi này, quẹ mang ta rời đi phảng phất là hiệu ứng domino, lại một cái hãm sâu tâm ma kiếp tu sĩ mở mắt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, có ba thì có càng nhiều. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, từng cái hãm sâu tâm ma kiếp tu sĩ tỉnh lại, bọn hắn dùng các loại ngôn ngữ phát ra phát ra từ nội tâm rên rỉ. Rất nhanh, bọn hắn lại tại tạo hóa pháp phương kinh khủng trong tiếng ca miệng sùi bọt mép, toàn thân như nhũn ra, suy yếu bất lực. Tạo hóa pháp phương tiếng ca, vậy mà thật sự có khu trừ tâm ma công năng. Lúc này, buổi hòa nhạc trên võ đài, tạo hóa pháp phương tiếng ca dần dần bình ổn lại. Một khúc kinh điển thất sát ca chuẩn bị kết thúc. Mà dơ cao lên hai tay, giống lên nửa ngày tống thư hàng cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Vọng thiên, ta vừa rồi đã làm gì? Ta vừa rồi tại đi theo tạo hóa tiền bối đại sướng thất sát ca. Tống tiền bối, từ hôm nay trở đi người giống như ta, đều là tạo hóa tiền bối tri âm. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng gượng cười, ha ha ha. Nếu không phải Bạch Tiền bối đối với hắn cách không một chỉ, hắn căn bản là không có cách lắng nghe tạo hóa Pháp Phương trong tiếng ca ẩn tàng thiên lại chi âm. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về sau lưng. Tại sau lưng, tước yêu tiểu thải cánh bình thân, nằm trên mặt đất, hai chân không ngừng đạp, đạp nhưng là, nàng cũng không có từ tâm ma trạng thái bên trong khôi phục lại. Ngược lại là một bên thông nương, đã tỉnh táo lại thông nương này lúc hai tay ôm bản thân hành ngọn, đang không ngừng đụng chỗ ngồi. A a a là tạo hóa ca ma tiếng ca, a a a, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Nàng hai tay bưng bít lấy hành ngọn, dùng hết toàn lực đi đụng chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Nhưng chỗ tựa lưng là mềm, nàng đụng lại dùng lực cũng không có cảm giác gì. Chết rồi, chết rồi, phải chết thông nương khóc thút thiết nói. Tống thư hàng đưa tay bắt lấy ngộ đạo thạch, thông nương đã từ tâm ma kiếp bên trong phá kiếp mà ra. Cứu ta, thư hàng ta không cần nghe ca nhạc, ta về sau hội ngoan ngoãn nghe lời, người để cho ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, cứu ta thông nương lệ rơi đầy mặt. Hành nước thuận hành ngọn lăn xuống. Đây chính là chính ngươi nói, tống thư hàng cười vẩy một cái, đem thông nương cùng ngộ đạo thạch đều chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Điền viên bên trong, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào diệp tư trên thân. Diệp Tư bình tĩnh như trước nằm tại chỗ ngồi bên trên, không chút nào thủ tạo hóa pháp phương tiếng ca ảnh hưởng. Tống Thư Hàng hơi nhíu mày, lại đưa mắt dò xét bốn phía. Buổi hòa nhạc hiện trường. Hãm sâu tâm ma kiếp tu sĩ bên trong, có khoảng một phần ba thuận lợi tỉnh táo lại, chính phát ra đủ loại rên gì. Nhưng bọn hắn tâm ma kiếp đã phá vỡ. Mặt khác hai phần ba tu sĩ giống như tiểu thải, nhục thân tại run rẩy, nhưng còn hãm trong lòng ma kiếp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tạo hóa tiền bối tiếng ca thật sự có được phá tâm ma kiếp huy lực. Là cái kia thiên lại chi âm ẩn tàng hiệu quả sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối, nói đúng ra, bài hát này tiếng hiệu quả cũng không phải là bài trừ tâm ma, mà là tâm ma hình thái chuyển hóa. Hình thái chuyển hóa? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Chương 1279, cái này tiên tử cực kỳ xinh đẹp cho ta đi lên đùa giỡn một phen. Tâm ma vô hình vô chất, biến hóa ngàn vạn tiếp cận với tư dương khái niệm thượng tồn tại. Lại bởi vì hắn có thể đem tu sĩ nội tâm nhược điểm phóng đại đi ra. Cho nên hắn mới lộ vẻ rất khó đối phó. Nhưng nếu như tâm ma hình thái bị trình độ nào đó cụ hiện hóa, cố định đây. Bạch tiền bối nói, tâm ma rất khó ứng phó cũng là bởi vì hắn biến hóa ngàn vạn, lại vô hình không chất. Người chỉ có một thân vũ lực, cũng đánh không đến hắn. Mà tại tâm ma kiếp bên trong, tâm ma thiên biến vạn hóa, hắn có thể là một khối đá, một cây cỏ non, một cái người quen, một cái xa lạ người, một cái địch nhân, hoặc là động vật, yêu thú, thậm chí tâm ma có thể là một vùng tăm tối hoặc là một vòng minh nguyệt, húc nhật. Chỉ cần tu sĩ nội tâm có nhược điểm gì, tâm ma liền sẽ hóa thành cái gì bộ dáng. Tự biên tự diễn tự diễn, phối hợp tu sĩ hoàn thành vừa ra vở kịch, cũng là tâm ma sở trường trò hay. Nào đó loại hình đồ mốc có một loại năng lực đặc thù, Bọn hắn có thể đem đối thủ IQ kéo đến cùng mình một cái trình độ, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương. Tâm ma liền có được tương tự năng lực, hắn sẽ đem tu sĩ kéo vào đến nó chiến trường chính, lại dùng bản thân kinh nghiệm phong phú xử lý tu sĩ. Trái lại, nếu là vô hình vô chất, tâm ma tới một mức độ nào đó bị cụ hiện hóa đi ra đây. Cũng không cần đem tâm ma cụ hiện hóa hình chiếu đến hiện thế, chỉ cần đem thiên biến vạn hóa tâm ma cố định vì một cái nào đó hình thái. Các tu sĩ chỉ cần ý chí kiên định thì có rất lớn nắm chắc bài trừ tâm ma. Độ tâm ma kiếp xác xuất thành công, tăng lên mảng lớn. Cụ hiện hóa, cố định vì nào đó loại hình thái, Tống thư Hàng xoa cầm suy tư. Tỷ như, thiên lại chi âm đem tâm ma kiếp tràng cảnh cố định vì tạo hóa pháp phương bồi hòa nhạc, đem tâm ma cố định vì tạo hóa pháp phương. Bạch tiền bối lần nữa nói. Tống thư Hàng lập tức não bổ xuống hình ảnh, nhịn không được cười ra tiếng, phốc cưỡng chế thay thế tâm ma sao? Tất cả nhận, thiên lại tri âm, ảnh hưởng tu sĩ, nguyên bản tâm ma đột nhiên toàn bộ chuyển hóa làm tạo hóa pháp phương bồi hòa nhạc, ngẫm lại cũng cảm giác thú vị. Giả thiết, một vị nào đó hữu tình thương tu sĩ, hắn tâm ma kiếp cư tình vừa vặn tiến vào hắn cùng vợ vui kết lương duyên, anh anh em em lúc. Đột nhiên, hắn, vợ, biến thành tạo hóa pháp phương. Sau đó, buổi hòa nhạc tràng cảnh trải rộng ra, hắn vợ biến thành, tạo hóa pháp vương, bắt đầu lên tiếng đại sướng. Má ơi, cái gì tâm ma, cái gì đại kiếp, cam đoan lập tức tan thành mây khói, trước tiên từ tâm ma kiếp bên trong tránh ra. Khó trách, mỗi cái từ tâm ma kiếp bên trong tỉnh lại tu sĩ, đều sẽ kêu to cứu mạng, đầu hàng loại hình rên rỉ. Phảng phất bị tiếng ca dày vò rất lâu đồng dạng, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, chung quanh hắn vị trí bên trên có một vị lâm vào tâm ma kiếp tu sĩ trẻ tuổi miệng sùi bọt mép, giấy ruộng lấy ngồi dậy, cứu ta, một vạn cái tạo hóa pháp vương đang hát, mụ mụ cứu ta sư phụ cứu ta ta không cần tham gia dạng này buổi hòa nhạc. Không, sư phụ ngươi làm sao biến thành tạo hóa pháp phương rồi. Không cần tất cả mọi người đang thay đổi thành tạo hóa pháp vương. Vị này tu sĩ trẻ tuổi ngồi xuống lên, sau đó liền thấy buổi hòa nhạc thượng đang gào thét tạo hóa pháp phương, còn có vây quanh buổi hòa nhạc phi hành khí thượng tám vị tạo hóa pháp vương nơi này cũng có tạo hóa pháp phương bỏ qua cho ta đi cứu ngươi, ta không cần độ tâm ma kiếp gọi thôi. vị này tuổi trẻ tu sĩ chớp mắt hư nhược ngã xuống đất. tống thư hàng xem ra chúng ta đánh giá thấp buổi hòa nhạc uy lực, một vạn cái tạo hóa pháp phương cùng một chỗ ca hát, vạn người buổi hòa nhạc bạch tiền bối cười nói tống thư hàng cái này tâm ma thật đáng sợ, bất quá ngày này lại thanh âm hiệu quả rất mạnh này lúc lại có mấy vị tu sĩ từ tâm ma kiếp bên trong dùng rằng. Tạo hóa tiền bối muốn đại hỏa, tại chư thiên vạn giới phạm vi bên trong đại hỏa. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Mặc dù không phải trực tiếp, bài trừ tâm ma, năng lực, nhưng tạo hóa pháp phương tiếng ta có thể tăng cường tu sĩ vượt qua tâm ma tỷ lệ. Tống Thư Hàng nói, ta có loại dự cảm, tạo hóa pháp phương tiếp xuống đĩa nhạc muốn bán chạy. Đĩa nhạc, đồ chơi kia lại không có hiệu quả, người nghe được thiên lại tri âm, ở hiện trường hiệu quả lớn nhất, mà kinh lịch điện thoại hoặc là trực tiếp phía sau liền cơ hồ không hiệu quả gì, chỉ còn lại cuồng bạo gào thét địa ngục âm thanh. Chính là loại kia để cho người ta thân thể như nhũn ra, suy yếu, sinh lòng tuyệt vọng âm ba công kích hiệu quả. Bạch tiền bối nói, lần trước tạo hóa Pháp Phương thông qua điện thoại cho Tống Thư Hàng lúc ca hát, liền bạch tiền bối cũng không có chú ý đến trong tiếng ca ẩn tàng thiên lại chi âm. Ngày này lại thanh âm, chỉ có tại tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc hiện trường hội ngưng tụ. À, đĩa nhạc cùng điện thoại trực tiếp cũng không có cái gì hiệu quả. Cái kia vũ nhu tử lúc ấy vì cái gì có thể dựa vào tạo hóa tiền bối âm nhạc độ tâm ma kiếp. Tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn vẫn như cũng nhảy cẫng reo hò bên trong vũ nhu tử. Quả nhiên, cô nương này vẫn có chút không giống bình thường. Chỉ sợ liền bạch tiền bối cũng đoán sai. Vũ Nhu Tử khả năng không phải lắng nghe đến trong tiếng ca ẩn tàng, thiên lại chi âm, mà là thuần túy có thể thưởng thức tạo hóa pháp phương địa ngục thanh âm. Này lúc, buổi hòa nhạc thượng tạo hóa pháp phương tại thất sát ca sau khi kết thúc, hơi vứt bỏ hơi thở. Tiếp xuống bài hát này, là ta gần nhất mới viết một ca khúc. Bài hát này phong cách cùng ta trước kia ca hoàn toàn khác biệt, ta đưa nàng tính chất định nghĩa vì, trước khi ngủ yên rất khúc, đây là một bài rất ôn nhu ca, ưa thích mọi người có thể ưa thích tạo hóa Pháp Vương ôn nhu nói. Cái gì, ôn nhu hình ca, mà lại tính chất là trước khi ngủ yên giấc khúc. Huệ huệ ta dám cam đoan, tạo hóa đạo hữu yên giấc khúc, hiệu quả tuyệt đối đi bổng. Sau lưng, cổ hồ quan chân quân dẫy dụa lấy nói. Hắn là lục phẩm chân quân, cho nên mới có thể đau khổ chống đến hiện tại. Cổ hồ quan chân quân là cửu châu nhất hào quần, trẻ tuổi nhất lục phẩm tu sĩ, hắn cùng bắc hà tán nhân, cuồng đao tam lãng, Tô Thị A Thất là cùng bối phận đạo hiếu, tại cùng thế hệ bên trong hắn là sớm nhất tấn thăng lục phẩm tồn tại. Uông bạo lực yên giấc khúc uông ngươi không ngủ cũng phải ngủ đậu đậu chổng vó không ngừng run rẩy. Tống Thư Hàng kinh ngạc ngắm nhìn đậu đậu A, à, đậu đậu ngươi lại còn không có ngất đi. Uông ta nửa đường đã bất tỉnh hai lần, đậu đậu dứt lời, nghẹo đầu, lại ngất đi. Tống Thư Hàng, muốn ta đưa ngươi chuyển gì không? Nhưng đậu đậu đã không có đáp lại. Đúng rồi, quy tiền bối, ta muốn dẫn người rời đi không? Tống Thư Hàng liền nghĩ tới Đại Hải Quy, tại là lên tiếng hỏi. Nhưng lần này, Đại Hải Quy nhưng không có hồi phục. Hắn núp ở trong mai rùa không nhúc nhích, liền khí cũng không dám thở, tựa hồ là bị hù dọa đồng dạng. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tạo hóa tiền bối tiếng ca có sâu như vậy. Lúc này, buổi hòa nhạc bên trên, tạo hóa Pháp Vương lùi về phía sau mấy bước. Đây trời điểm sáng lần nữa bao phủ thân hình của hắn điểm sáng tán đi tạo hóa pháp phương phục sức biến thành một thân cổ trang ấm nam cách ăn mặc một bài ấm áp tiếp xúc hiến cho mọi người tạo hóa pháp phương dùng thanh âm nhu hòa nói thật đúng là đừng nói khi tạo hóa pháp phương dùng nhu hòa ngữ điệu lúc nói chuyện thanh âm của hắn rất xốp sòn nhạc đệm tiếng vang lên lần nữa lần này nhạc đệm là rất nhu tiếng đàn dương cầm nghe sẽ cho người cảm thấy tâm thần yên tĩnh vội vàng trôi qua thời gian tại trong mắt của ta bên trong chiếu dọi ra đến cùng là cái gì. Dưới ánh trăng, ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của ta. Tạo hóa pháp vương hạ giọng chậm rãi ca hát. Lần này, không có sóng âm trùng kích, không có địa ngục thanh âm. Theo tạo hóa pháp vương tiếng ca càng phát ra nhu hòa, càng phát ra trầm thấp phía sau ở đây còn sống sót tu sĩ, bên tai tựa hổ sinh ra một loại nghe nhầm. Bọn hắn phảng phất nghe được một đường tới từ cách xa chân trời tiếng ca, ung dung truyền đến, một mực truyền lại đến trong tai của bọn hắn. Thanh âm kia, giống như tiếng trời. Không, chính là tiếng trời. Chỉ là thanh âm kia rất mông lung, nghe không quá rõ ràng. Bài hát này tiếng không tạo hóa, cổ hồ quan chân quân vô ý thức nói. Tạo hóa tiền bối không có khả năng hát ra dạng này tiếng ca tới. Một bên một lần nữa tỉnh lại Giang Tử Yên đồng dạng nói. Thông huyền đại sư dùng sức lắc đầu, cái này nhất định là cái giả tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc bên trên, tạo hóa pháp phương dần vào giai cảnh, hắn lần thứ nhất hát như thế nhu tình như nước ca, không nghĩ tới vậy mà hát như thế bỏng. Đồng thời, phi hành khí thượng tám cái tạo hóa pháp phương cùng một chỗ mở miệng, dùng thanh âm ôn nhu ngâm sướng cái này thủ ấm áp tiếp xúc. Tạo hóa pháp phương tiếng ca nhân chín. Tất cả mọi người đắm chìm trong trong tiếng ca nói đúng ra, tất cả mọi người tại trong tiếng ca đi tìm cái kia từng sợi tiếng trời ở giữa, ý đồ đưa nàng bắt lấy. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên ngáp một cái. Một loại khốn ý xông lên đầu. Hắn cùng cái khác người nghe khác biệt, hắn có thể nhất trực quan cảm ứng được cái kia tia thiên lại chi âm. Lần này thiên lại chi âm bên trong phảng phất mang theo cường lực thôi miên hiệu quả. Mấy hơi thời gian phía sau Tống Thư Hàng nhịn không được, đặt mông ngồi vào vị trí bên trên, Ngẹo đầu liền ngọt ngào ngủ thiếp đi. Giống như hắn còn có vũ nhu tử. Nàng dùng sức vuốt mắt, chống cự lại buồn ngủ, Thân là tạo hóa pháp vương đúng nghĩa số một fan hâm mộ cộng duy nhất fan hâm mộ, nàng muốn dùng ý chí của mình chống cự loại này buồn ngủ, ít nhất cũng phải đem tạo hóa tiền bối cái này khúc ấm áp tiếp xúc nghe xong. Nhưng là nghe được một nửa lúc, nàng liền thật sự không chịu nổi. Buồn ngủ ma đầu mạnh mẽ quá đáng, nàng cường đại ý chí đều đỡ không nổi. Coi như lại thế nào dùng sức dụi mắt, nước mắt đều ngăn không được tại lưu, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Tại là nàng từ bỏ chống cự lui về sau một bước ngồi trở lại trên vị trí của mình đang ngủ quá khứ trước đó nàng quay đầu ngắm nhìn tống thư hàng vị trí a à, tống tiền bối cũng đã ngủ ngoại trừ nàng cùng tống tiền bối bên ngoài tựa hồ những người khác không bị đến ảnh hưởng vũ nhu tử lại ngáp một cái sau đó đưa tay vô ý thức từ bản thân một tấc thu nhỏ túi bên trong sờ mó một đầu chăn lông bị móc ra nàng nắm lấy chăn lông hướng trên người mình đắp một cái đầu hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Tống Thư Hàng ngủ rất say xưa. Ý thức của hắn tại bay lên không, bay nha bay nha. Cũng không biết ý thức bay bao lâu, đột nhiên bên cạnh hắn chẳng cảnh một trận chuyển đổi. Hắn phát hiện mình rơi vào một chỗ bên hồ nhỏ, bên hồ tiên vụ lượn lờ. Tống Thư Hàng thân thể không bị khống chế hướng bên hồ đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền thấy bên hồ ngồi một vị mỹ nhân mặt bên. Mỹ nhân một tay chống cằm, chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt. Nha, cái này tiên tử cực kỳ xinh đẹp, cho ta đi lên đùa giỡn một phen. Lúc này, Tống Thư Hàng phát hiện mình mở miệng lên tiếng. Gặp quỷ, là giòn ta nữ tử thanh âm. chương 1280, tiếp cái hôn còn mang bối cảnh âm nhạc. Loại này không tự chủ được hành động cùng nói chuyện, là lại nhập mộng sao. Lần này nhập mộng tới tốt lắm đột ngột, một điểm đầu mối đều không có, Tống Thư Hàng cũng không biết bản thân muốn nhập mộng đối tượng là ai. Trước mắt xem ra, lần này nhập mộng hẳn là vị nữ tử. Sau đó trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại một chút gần nhất tiếp xúc với hắn tương đối nhiều nữ tính. Bích thủy các sở các chủ, lục tu tiên tử, thú giới thiện cô nương. Mấy ngày nay tiếp xúc tương đối nhiều cũng chỉ có mấy vị này, nhưng là mấy vị này tính cách cũng sẽ không làm ra ngoài đùa giỡn cái khác tiên tử sự tình a. À. Cho nên, cái này về nhập mộng đối tượng là ai? Trong lúc đang suy tư, lần này nhập mộng đối tượng đã nhanh chân tiến về bên hồ vị kia tiên tử phương hướng. Cảm ứng được, nhập mộng đối tượng, động tác, bên hồ vị kia tiên tử quay đầu. Vị tiên tử này làn da trắng noán, không tì vết chút nào. Nàng con người dài nhỏ, mắt phải khóe mắt có một cái dễ thấy lệ trí, để cho nàng nhìn có một loại vũ mị cảm giác. Nàng tựa hồ là vừa khóc qua, vành mắt ửng đỏ, Khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt. Công nước xà Mỹ nhân tiên tử. Tống thư hàng một chút liền đem nàng cho nhận ra. Sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, nhận không ra mới kỳ quái. Bên hồ nữ tử là tiên tử, như vậy lần này hắn phụ thân đối tượng không cần đoán cũng có thể nghĩ đến trình lâm tiên tử. Lần này, hắn là thật nhập mộng đến trình lâm trên thân. Nhập mộng đến còn sống, trường sinh giả trên người còn là lần đầu tiên lần trước hắn cho là mình nhập mộng trình lâm, trên thực tế chỉ là bị cái kia phóng khoáng uống rượu trường sinh giả cùng vị kia tượng nha quái tiên cho kéo vào đến một giấc mơ bên trong. Hiện tại phát sinh là trình lâm chuyện cũ sao? Thời đại là lúc nào? Viễn cổ thiên đình thời gian trước đó, thời điểm, về sau, trình lâm tiên tử nhanh chân hướng tiên tử tới gần. Tiên tử có chút cảnh giác nhìn qua trình lâm, hiển nhiên đoạn này, nhập mộng nội dung cốt truyện, bên trong, tiên tử còn không nhận biết trình lâm, còn không có yêu trình lâm ngươi là ai tiên tử lên tiếng nói trong thanh âm của nàng mang theo bối rối cả người nhìn qua tựa như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ lúc này tống thư hàng nhập mộng trình lâm tăng thêm tốc độ nhanh chân vượt đến tiên tử bên người nàng đưa tay thuần thục ôm lấy tiên tử cái cầm dùng một loại cực cực nhẹ trọn giọng nói mỹ nhân tùy lệ ai gặp cũng thương tiểu tỷ tỷ ngươi vì sao một người ở chỗ này thương tâm rơi lệ Người tại sao phải quen như vậy luyện A? À? Tống thư hàng nội tâm đậu đen rau muống. Hai vị tiên tử ở giữa giao lưu lúc, sử dụng chính là viễn cổ ngôn ngữ, nhưng nhập mộng trạng thái tống thư hàng có thể hoàn toàn lý giải những này ngôn ngữ y tứ. Đồng thời, nhập mộng trạng thái tống thư hàng có thể thể nghiệm đến lúc này trình lâm tất cả cảm giác. Nàng nhìn thấy, nghe được, ngửi được, sờ được, tống thư hàng toàn bộ có thể từng cái cảm ứng. Tống thư hàng thấy được tiên tử kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, nghe được nàng tinh tế tiếng hít thở, người thấy trên người nàng tán phát nhạt nhạt hương hoa, lòng bàn tay ở giữa chuyển đến một loại tinh tế tỉ mỉ, mềm mại xúc cảm. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiên tử lo lắng nói, nàng muốn ngửa đầu tránh mở trình lâm ngón tay, nhưng trình lâm tu vi rõ ràng cao hơn nàng một mảng lớn, đầu ngón tay của nàng như nhọn theo hình, duy trì ôm lấy tiên tử cái cầm tư thế. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi trình lâm, đạo hiệu cũng là trình lâm tiểu tỷ tỷ ngươi thì sao? Trình Lâm cười hì hì nói. Quả nhiên là nàng. Ta, ta không nói cho ngươi. Tiên tử đứng dậy, nhanh chân lui lại. Đoạn này trong kịch tình giống như đáng yêu tiểu bạch hoa, ta gặp ta yêu, mà khóe mắt viên kia lệ trí, để cho nàng thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ nghị. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là xấu, bất quá nữ nhân càng hỏng càng đáng yêu. Trình Lâm duy trì ngồi xổm tư thế, nàng hai tay chống cằm, ngước đầu nhìn lên lấy thất kinh tiên tử nháy nháy mắt tiên tử không ra trò đùa a à, ta nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ngươi một mực đang bên hồ thuốc thít cho nên muốn tới an ủi một chút ngươi tiểu tỷ tỷ ngươi có cái gì chuyện thương tâm có thể nói cho ta nghe một chút dù sao ngươi cùng ta không biết ngươi đem chuyện thương tâm cùng ta nói cũng không cần sợ mất mặt mà lại ta đã nói với ngươi ta gần nhất rất nhàn rất nhàn xem ở tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng nếu như ngươi cần hỗ trợ ta có thể giúp ngươi, không cần ngươi giao bất kỳ đại giới. Ân, nếu như là ai chọc khóc ngươi, cần ta xuất thủ giáo huấn đối phương, ta cũng có thể cho tiểu tỷ tỷ ngươi bớt 20%. Trình lâm tiên tử hai tay chống cằm, tựa hồ còn bắt đầu bán được manh tới. Bởi vì tống thư hàng phát hiện mình đầu tại trái phải lắc lư. Trình lâm tiên tử hai tay chống cằm, đầu lay động dáng vẻ, hẳn là sẽ rất khả ái. Nếu như Tống Thư Hàng một đại nam nhân ngồi trồm hổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, đầu lay động bán manh, sẽ rất cay con mắt. Tiên tử, ngươi, lời này của ngươi có sơ hở trong lời nói. Thượng một câu còn lời nói toàn bộ miễn phí, câu tiếp theo còn nói bớt 20%. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là xấu hỗ trợ là nếu như ngươi có chuyện gì không giải quyết được, ta đi trợ giúp ngươi hoàn thành. Đánh người lại khác biệt, đánh người là vấn đề rất nguy hiểm, mà lại đánh người là làm chuyện xấu. Giúp ngươi một chút là làm việc tốt, giúp người đánh nhau là làm chuyện xấu. Đương nhiên khác biệt á, bất quá xem ra là có người gây tiểu tỷ tỷ thương tâm, cho nên tiểu tỷ tỷ muốn đánh hắn đi. Trình Lâm hì hì cười nói. Tiên tử mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu, không, mới không có. Tiểu tỷ tỷ tâm tư của ngươi đều hiện ra mặt, quá tốt đoán. Trình Lâm hì hì cười nói, sau đó nàng đứng lên, phủi tay, tốt ha, xem ở tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy trên mặt mũi, thay người đánh nhau ta cũng có thể cho ngươi thêm một cái gãy thượng chiết. Trình Lâm cũng đứng lên phía sau Tống Thư Hàng mới phát hiện một sự kiện. Nàng đứng lên phía sau ánh mắt nhìn thẳng vị trí là tiên tử chỗ ngực. Nói cách khác, nàng lúc này hình thể rất nhỏ, khó trách nàng có thể mặt dạn mày dày mở miệng một tiếng tiểu tỷ tỷ kêu. Nói đi, tiểu tỷ tỷ, người muốn đánh người là ai? Đừng nhìn ta nhỏ, nhưng thực lực của ta rất mạnh, trong phạm vi ngàn dặm cũng liền hai cái lão đầu có thể đánh qua ta những người khác đều chỉ có bị ta đánh khóc phần trình lâm dương dương đắc y nói tiên tử nhãn tình sáng lên đánh khóc tống thư hàng nghe đến đó lúc đột nhiên trong lòng hơi động viễn cổ thời đại có một vị nào đó đại năng liền bị người đánh khóc qua nhiều lần nghe nói còn chảy xuống trên trăm tích chân quý nước mắt không sai cái kia hàng chính là tống đầu gỗ trình lâm tiên tử am hiểu đem người đánh khóc Tống đầu gỗ sẽ không liền đã từng bị nàng đánh qua ha. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn đem ai đánh khóc không? Ta cho ngươi biết, ta có đặc thù thủ pháp, một bộ liên kích xuống tới, cho dù là đối thủ ý chí kiên cường thắng sắt, cả người đều là làm bằng sắt, ta cũng có thể làm cho hắn chảy xuống thiết cương hòa tan nước mắt. Trình Lâm một bộ dục dịch bộ dáng nói. Bất luận kẻ nào đều có thể sao? Tiên tử vui vẻ nói. Trình Lâm, ách, ngoại trừ cái kia hai cái lão đầu a. Cái kia hai cái lão đầu ta hiện tại trạng thái không tốt, chỉ sợ đánh không thắng bọn hắn. Tốt, ngoại trừ hai cái sư tổ bên ngoài, phạm vi ngàn dặm, người nào đều có thể đánh khóc đi." Tiên tử nói. Trình Lâm Vỗ vỗ lồng ngực, "Tiểu tỷ tỷ chỉ cần nói cho ta biết muốn đánh chính là ai, hiện tại đâu, trường bộ dáng gì, ta vài phút liền đi đem hắn đánh khóc cho ngươi xem." Tại Trình Lâm Vỗ bản thân lồng ngực cam đoan thời điểm, tống thư hàng trên bàn tay truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Mặc dù thể tích không lớn, nhưng lực đàn hồi 10 phần, tay kia cảm giác coi là thật không lời nói. Tống thư hàng, đây coi là cái gì? Phúc lợi, hy vọng bản thân nhập mộng Trình Lâm tiên tử, sự tình không nên bị nàng cảm ứng được. Bằng không mà nói, nói không chừng Trình Lâm tiên tử cái kia một bộ có thể đem Thiết Hán Tử đều đánh ra sắt nước mắt thủ pháp, liền muốn để hắn Tống Mỗ Nhân nếm thử. Nhưng là, Trường Sinh giả nhóm tựa hồ cũng có đặc thù cảm ứng hắn nhập mộng ký ức quan hệ đến trường sinh giả thời điểm giống như bao nhiêu đều sẽ gây nên trường sinh giả chú ý lần này hắn càng là trực tiếp nhập mộng đến trình lâm tiên tử trên thân thể cảm giác sẽ rất không ổn tống thư hàng trong lòng có chút hoảng tiên tử hít vào một hơi nói ta muốn đánh người ngay tại bên cạnh ta nàng gọi trình lâm người đưa nàng đánh khóc được chứ trình lâm tiên tử người đã nói phạm vi ngàn dặm ngoại trừ hai vị sư tổ Người có thể đem người nào đều đánh khóc. Người không phải là muốn nuốt lời. Tiểu tỷ tỷ, người thật là hỏng. Bất quá ta ưa thích. Trình lâm hì hì cười nói. Nàng dựng thẳng lên ngón tay nói. Mặt khác, tiểu tỷ tỷ. Giao dịch thành lập. a, à, lần này, đổi tiên tử kinh ngạc. Giao dịch nội dung vì đánh khóc trình lâm. Giao dịch đại giới vì tiểu tỷ tỷ 10 cái ngọt ngào hôn. Đánh cái giảm còn 80% vì 8 cái ngọt ngào hôn. Bớt thêm nửa thượng chiết cho ngươi thêm giảm hai cái, sáu cái ngọt ngào hôn. Giao dịch thành lập, Trình Lâm nói. Sau đó, nàng vươn tay, nhẹ nhàng tại trên cánh tay của mình một phách. Anh 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 nàng bắt đầu khóc sống lên. Khóc có thể thương tâm, nước mắt không cầm được rơi xuống. Một bên khóc, nàng một bên thả người nhảy lên, bổ nhào vào tiên tử trong ngực, dùng nước mắt ướt nhẹp xiêm y của nàng. Tống thư hàng cảm giác mình mặt đều vùi sâu vào hai đoàn mềm mại bên trong một lời không hợp, lại phát phúc lợi. Tiểu tỷ tỷ, tiếp xuống đến phiên ngươi, cho cái hôn, muốn ngọt ngào loại kia, không ngọt ngào ta không cần, anh anh anh. Trình Lâm ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng tiên tử. Muốn ta khóc còn không dễ dàng nha, người muốn ta làm sao khóc ta liền có thể làm sao khóc. Khóc pháp đa dạng, khóc đều cũng có thể tùy ý đổi. Ô ô ô anh 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 nha nha nha. Một mực đổi được hộ khách hài lòng mới thôi. Tiên tử thất kinh, khuôn mặt nhỏ đều hù đến phát bạch. Tống Thư Hàng, không nghĩ tới ngươi là như vậy Trình Lâm. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn trái với điều ước sao? Anh 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 Trình Lâm ngẩng đầu, nước mắt không cầm được rơi xuống, khóe miệng lại dơ lên mỉm cười đắc ý. Tiên tử chân tay luống cuống, trước thiếu, trước thiếu. Tốt, vậy trước tiên thiếu. Trình Lâm dương dương đắc ý nói, nàng đưa tay lau đi nước mắt của mình. Tiên tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Trình Lâm đột phát động thiểm điện công kích, nàng ngẩng đầu lên, đụng hướng tiên tử đôi môi đỏ thắm. Tiên tử mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Tống Thư Hàng cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần môi đỏ. Mắt thấy miệng của hai người môi liền muốn gần sát. Trung quanh đột nhiên vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng. Một trận cuồng bạo guitar tiếng đàn tấu. Tiếp cái hôn còn mang bối cảnh âm nhạc. Không đúng. Tống Thư Hàng trong lòng cứng lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 95.